Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể chư vị đồng tu. Hôm nay là ngày 15 tháng 4 năm 2018, nhằm ngày 30 tháng 2 năm Mậu Tuất âm lịch. Giác nhàn đang có mặt tại tỉnh Thất Quan Âm, thôn Trung Hiệp, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam. Và hôm nay tiếp tục Giác nhàn chia sẻ với cái đề tài đó là chân thật, trí thành, cung kính, kiên giết, phóng sanh, ăn chay và niệm Phật. Dạ, A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể chư vị đồng tu hiện diện có mặt tại tỉnh Thất Quan Âm và đang xem truyền hình trực tiếp trên trang web vô lượng thọ.vn và trên cái app vô lượng thọ TV. Thì hôm nay giới nhàn vì lên hơi trễ là do sáng hôm nay ở khu chiên tu, cứ mỗi 30 và rằm chư tăng tụng giới Bồ Tát, tức là sa di thì tụng 10 giới, còn tỳ kheo thì tụng 250 giới. Vì vậy cho nên lên hơi trễ, quý vị trong đợi, mong quý vị hoan hỷ cho A Di Đà Phật. Tuy giấc nhàn lên trễ nhưng vẫn xếp cái chương trình sáng hôm nay cho quý vị tụng nửa cuốn kinh Vô Lượng Thọ và niệm Phật. Quý vị thấy có hoan hỷ không ạ? Thưa quý vị, hôm nay Giác Nhàn sẽ nói sâu về cái đức tánh chân thật. Tất cả chư Phật đều có đủ 10 cái danh hiệu, gọi là 10 cái đức hiệu. Đức hiệu thứ nhất đó là Như Lai, kế tiếp đó là Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Đó là 10 cái đức hiệu mà tất cả chư Phật thành Phật đều có 10 đức hiệu này. Đức Phật A Di Đà cũng như thế. Đức hiệu Như Lai sở dĩ có đó là do chư Phật tích lũy được cái âm đức, cho nên cái đức tánh Như Lai bên trong sẵn có, nó hiển lộ ra cái đức tướng của Như Lai. Cái đức tướng của Như Lai, như quý vị được biết, trong cõi Ta Bà chỉ có một đức Phật, đó là Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, đầy đủ 32 đức tướng trang nghiêm và 80 vẻ đẹp. Thì cái đức tướng này nó lưu xuất từ nơi cái tánh đức, và tất cả chúng sanh đều có khả năng được 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, đều có thể tu hành thành tựu được cái đức tướng này. Tuy nhiên sở dĩ mình chưa được cái đức tướng này mà hôm nay mỗi người trong này nhìn mỗi gương mặt mỗi người khác nhau hết, không có giống nhau, đó là do nghiệp báo sai biệt, cho nên nó cảm nên cái tướng nghiệp báo của mình, phải không ạ? Có người sinh ra thì lé, thì lùn, thì chột, thì hô, thì súng. Có nhiều người mình nhìn vô mình thấy cảm tình liền, còn nhiều người mình nhìn cái mặt họ là mình muốn ghét à. Cái đó là do nghiệp báo cảm nên.
Còn Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni cũng như Đức Phật A Di Đà và tất cả mười phương chư Phật, Ngài đã hàm dưỡng tu nhiều đời nhiều kiếp, tích lũy cái âm đức. Từ cái âm đức này cho nên cái đức tánh nó lưu lộ ra cái đức tướng và nó có cái đức hiệu. Thì cái đức hiệu Như Lai mà theo như bên Đại Thừa, tức là bên Bắc Truyền, có định nghĩa cái đức hiệu của Như Lai. Như Lai nghĩa là vô sở tùng lai, diệt vô sở khứ, cố danh Như Lai. Cái đó là âm Hán, còn dịch ra là Như Lai không từ đâu đến và cũng không đi về đâu. Cái này hơi khó hiểu một chút. Cái thể tánh của mình nó bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm và không đến không đi. Đó là thể tánh thanh tịnh. Vì vậy, bên Bắc Truyền với định nghĩa đó là vô sở tùng lai, diệt vô sở khứ, cố danh Như Lai. Nghĩa là Như Lai là không từ đâu đến và cũng không đi về đâu. Cái tướng sanh diệt của Đức Như Lai là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, đó là cái tướng có sanh diệt. Tuy rằng cái tướng có sanh diệt nhưng mà cũng để lại một cái biểu pháp, đó là vô vàng xá lợi. Xá lợi rất là nhiều. Và bên Nam Truyền, tức là bên Nguyên Thủy, định nghĩa danh hiệu Như Lai nghĩa là nói sao làm vậy, làm sao nói vậy, nghĩa là Như Lai. Thì Giác Nhàn không có cái thời gian nói cặn kẽ 10 cái đức hiệu của Phật, và chỉ có nói đến cái đức hiệu Như Lai, vì cái đức hiệu Như Lai này nó tương ứng với cái tánh chân thật của mình, mà hôm nay Giác Nhàn muốn khai triển về cái đức tánh chân thật này. Cái định nghĩa bên Nam Truyền thì dễ hiểu hơn, đó là nói sao làm vậy, làm sao nói vậy, nghĩa là Như Lai. Thường mình nói một đường, mình làm một ngã, tâm và miệng nó không có tương ưng với nhau. Ví dụ như mình đi về, mình thăm nhà, mình nói má ơi con nhớ má lắm, con định mua đồ cam, mua đồ về tặng má mà con bận quá con mua không được. Cái miệng thì nói như vậy thôi nhưng mà trong tâm là nó tiếc tiền. Hiểu chỗ nào? Tức là cái miệng mình nói là có hiếu với má với mẹ lắm, nhưng mà trong tâm của mình thì tiếc tiền. Thì cái đó là miệng nói một đàn mà ý trong tâm mình nghĩ một ngã, thì vĩnh viễn là phàm phu trong sanh tử. Thì đó là một ví dụ trong nhiều ví dụ khác. Thì chắc là điều đó ai cũng biết phải không ạ? Và ai cũng có phải không ạ? Cho nên thành ra Đức Phật mang một cái đức hiệu Như Lai là nhiều đời nhiều kiếp Ngài chứa cái âm đức chân thật. Âm đức chân thật này nó sẽ là bất hư, về tâm linh nó tồn tại mãi mãi. Cũng như Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni của chúng ta gần 3.000 năm đến bây giờ, mà cái tiếng thơm của Ngài, tức là cái âm đức của Ngài, danh hiệu Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni vẫn lưu truyền đến hôm nay và mãi về sau, gọi là 9.000 năm về sau nữa. Một Đức Phật ra đời như Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni là chánh pháp, tượng pháp và mạt pháp là 12.000 năm, là 1.200.000 năm. Vì vậy cho nên nếu chúng ta mà nghe ai xưng danh là tôi là vô thượng sĩ, tôi là vô thượng sư, tôi là Như Lai, tôi là Phật, tôi là Bồ Tát, thì đó là điều là giả cả. Nên nhớ Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni chúng ta có đầy đủ 10 đức hiệu, nhưng mà thế gian tôn Ngài lên thành Phật gọi là Thế Tôn. Thế là thế gian tôn kính Ngài lên làm Phật, chứ không có tự Ngài tôn kính và đưa Ngài lên. Cho nên khi đọc vào bộ văn sao, thấy Ấn Tổ là hóa thân của Ngài Đại Thế Chí mà luôn luôn khiêm hạ, khiêm tốn. Dầu cho Ngài đắc được niệm Phật tâm muội mà Ngài vẫn luôn luôn nói rằng nghiệp chướng tôi sâu dày, phước báu tôi cạn mỏng, hàng ngày sám hối mà tội nó chưa tiêu.
tôi chưa được cái gì cả, cho nên phải ẩn mình ở trên núi 30 năm. Cho nên khi đọc vào văn sao, mình đi vào trong cái lời dạy của Ấn Tổ rồi, lâu ngày cái bắt đầu cái đức khiêm tốn của mình bắt đầu nó xuất hiện, cái đức chân thật của mình xuất hiện, vì luôn luôn mình hướng đến chư Tổ, chư Phật, chư Bồ Tát, thì mình học được cái âm đức này. Thì trong cái danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật chứa đủ 10 cái đức hiệu: Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Chi, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Cho nên cái người mà chân thật niệm Phật lâu ngày, người ta xuất hiện những cái diệu dụng, đó là những cái tâm từ bi, hỷ xả, vô ngã, vị tha, chân thật, trí thành cung kính, mà phải biết cách dụng công kìa. Chúng tôi kể một cái mẫu chuyện khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta còn tại thế, Ngài dùng cái âm đức chân thật để mà giáo hóa một cái gia đình giàu có của cải vật chất. Thì khi Ngài đến kỳ viên Tịnh Xá, Ngài giảng pháp, thì có một cái gia đình đó trưởng giả giàu có vô cùng, cho nên cô này cổ sanh vào trong cái gia đình đó, vừa là có phước báu mà vừa thân tướng cũng đẹp, mà cổ đi thì có kiểu có đồ đưa rước cổ, và khi cổ bận đồ xong thì cổ có một cái áo choàng, mà áo choàng đó toàn là kim cương hột xoàn quý giá, cổ choàng vô để cổ đi. Thì cổ nghe Đức Cồ Đàm, là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni chúng ta thuyết pháp ở kỳ viên Tịnh Xá, thì cổ đến để cổ nghe. Cổ nghe đồn đãi Đức Cồ Đàm này nhìn thấy đức tướng rất là đẹp, và tiếng tâm tại thời Ấn Độ bây giờ mọi người đang quý kính Ngài. Thì cô này cổ đến cổ nghe một thời thuyết pháp xong, cổ bội phục cung kính Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Sau rồi cổ ra về, cổ để quên lại cái áo choàng, bởi vì khi vô nghe pháp thì áo choàng cổ cởi ra, còn đồ đạc bên trong thôi, như áo tràng cổ để một bên. Thì cổ về cái cổ quên cái áo choàng mà bằng gấm hột xoàn. Thì cổ về tới nhà cổ sực nhớ, thì cổ nói mấy cái người đi theo hầu cổ đó, các người lên đi đến cái chỗ mà hồi sáng ta nghe pháp đó, nói với Đức Thế Tôn là ta cúng dường cái áo choàng này luôn. Thì nếu mà tại Tinh Thất Quan Âm là chúng bánh dữ lắm hả? Bán cái đó ra thôi, in kinh phóng sanh đồ này nọ thôi, mình làm tiền bạc trong cái áo đó thôi, bán ra nhiều lắm, toàn kim cương hột xoàn để mà cẩn vô cái áo này mà. Thì Đức Phật xử trí như sao? Đức Phật mình rất là trí tuệ, dùng cái đức chân thật mới nói cái người hầu cái đất, người hầu cận của cái cô này đó, là mang về lại trả cho cô đó, mới nói rằng là cô đến đây cô để quên, chứ không phải từ cái tâm chân thật của cô mang cái áo từ nhà đến để cúng dường cho Như Lai. Quý vị hiểu chỗ này không ạ? Hôm nay để quên rồi sẵn cúng luôn, chứ không phải là thực sự đến cúng. Thì khi mà mang về trả thì cô này cô bội phục, cô thấy sao mà vị này nói không tham thì thực sự là không tham. Thì cô này có bộ phục rồi, cô mang một xe vàng đến cô cúng, thì Đức Phật mới không nhận luôn. Đức Phật nói Như Lai không giữ vàng bạc, mà để khi buổi sáng Như Lai và đoàn chư tăng đi ngang qua nhà cổ tín chủ á, đi khất thực, tức là cầm bình bát để mà đi gieo duyên với chúng sanh, nếu ai có phát tâm thì lấy cơm, lấy thức ăn để mà cúng dường cho Như Lai. Thì cô này cô càng bội phục nữa, mang một xe vàng tới mà cũng không lấy nữa. Thì cô bội phục quá, cô nói con có thể cung thỉnh Đức Như Lai và toàn thể chư tăng về nhà con cúng dường được không? Đức Phật cũng không có nói rằng là ngươi có thể thỉnh ta về nhà cúng dường, mà Đức Phật nói là ta chỉ có đi khất thực, đi ngang qua nhà thôi.
Cho nên cái cách xử trí của Phật khéo léo vô cùng, thiệt là một bậc gọi là vô thượng sĩ, trí huệ cao minh. Thì cô này càng bội phục nữa, và Đức Phật đồng ý, thì cô về cô sắm sửa trai duyên đầy đủ. Thì lúc đó Đức Phật cả tăng đoàn đi đến, thì Đức Phật mới thuyết một thời pháp cho cả gia đình nghe, và cả gia đình xin quy y Tam Bảo và phát nguyện suốt cuộc đời lấy tiền của này để cúng dường, xây tinh xá, làm những công đức để mà hộ pháp cho Đức Bổn Sư chúng ta. Quý vị thấy bỏ tất cả được tất cả không ạ? Cho nên cái mẫu chuyện này chúng tôi được biết qua khi đến kỳ viên tịnh xá. Và khi đến đó thì thấy cái khung cảnh bây giờ vẫn còn những cái di tích, mà mỗi lần mình đến đó thì cái năng lượng từ trường nó vẫn còn dư âm. Tuy rằng 3.000 năm, gần 3.000 năm, nhưng mà cái dư âm từ trường ở tại nơi đó mình thấy rất là ấm áp cái tình đạo vị. Cho nên chúng ta biết rằng Đức Phật luôn luôn dùng cái đức chân thật. Cho nếu mà Tịnh Thất Quan Âm mà mang một xe vàng đến thì suy nghĩ lại một chút ạ. Nói như vậy thôi, chứ Tịnh Thất Quan Âm bao lâu nay thì không có ai cúng cả xe vàng, nhưng mà vẫn có tiền để nuôi các cụ với đại chúng, không quý vị ha? Đó là nhờ cái tấm lòng của quý Phật tử khi đến đây để tu tập, rồi tùy hỷ mỗi người một chút để mà lo cho Tam Bảo. Thì Giác Nhàn chỉ mong như vậy thôi, chứ không có mong lên đây giảng, mong người ta mang vàng rồi áo choàng rồi đến đây để quên. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhiều đời nhiều kiếp nung đúc cái âm đức chân thật như vậy, và chỉ một phương hướng và một mục tiêu, đó là giáo hóa cho gia đình họ trở về với đạo. Cho nếu Đức Phật nhận một cái áo choàng bằng kim cương hộc xoàng, xây được vài cái chùa chỉ nhiêu đó thôi, nhận được một xe vàng xây được mấy chục ngôi chùa chỉ nhiêu đó thôi, mà cái mục tiêu của Đức Phật là phải giáo dục được gia đình để trở về với ba ngôi báu, đó là Phật, Pháp và Tăng, và là Tam Bảo, nó còn quý hơn là châu báu ngọc ngà, phải quý vị? Quý hơn. Nói như vậy không phải mình không có cần tiền vàng bạc của cải vật chất, nó là một phương tiện rất ước lệ. Ước lệ nghĩa là nó nằm trong một cái giới hạn rất là thấp kém hơn là cái đạo đức, hơn là cái âm đức. Cho nên trong cuộc sống mình nên lấy âm đức chân thật để đối đãi lẫn nhau, nó quý hơn là vàng bạc. Đó là cái mẫu người lý tưởng của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni chúng ta, phải không quý vị ha? Dạ vâng. Khi một người không chân thật với mình, tìm cách gây khó dễ hại mình, Đức Phật vẫn gì? Vẫn an nhiên hoan hỷ, vẫn cứu người đó. Cũng như Đức Phật đang thuyết pháp, có một cô đó cổ độn cái bụng cổ, một bụng vải cổ cột lại trong bụng cổ, vô giữa pháp hội cổ nói: đây là tác phẩm của Đức Cồ Đàm, chỉ vô cái bụng á, nghĩa là do Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni quan hệ cho nên tôi phải có bụng bầu như vậy. Ý nói như vậy, thì Đức Phật vẫn điềm tĩnh, gương mặt Ngài vẫn hoan hỷ, thương kính người đó. Lúc đó có long thần hộ pháp biến thành con chuột, cắn đứt cái sợi dây, nó rớt cái bụng bằng vải xuống. Thì khi mà ở trong hội chúng, nếu những người chưa đắc A-la-hán thì suy nghĩ Đức Thế Tôn nói một đường làm một nẻo, nói là giữ giới tà dâm mà vẫn phải phạm. Thì những vị mà chưa chứng đắc vào sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả thì tâm bị lung lạc liền. Thì long thần hộ pháp luôn luôn ở bên cạnh, gia trì gia hộ cho người nói đúng chánh pháp và làm theo đúng chánh pháp. Thì lúc đó cô bị rớt cái bụng vải xuống thì cô bẽn thẽn ngại ngùng vô cùng. Định đi ra thì Đức Phật kêu lại, Đức Phật thuyết cho nên một thời thuyết pháp, nghe xong rồi sám hối xin quy y. Thì khi mà chúng ta thấy Đức Phật còn tại thế mà vẫn còn những cái sự hàm oan,
và có nhiều người gây trở ngại cho Đức Phật, giống như Đề Bà Đạt Đa là người gây trở ngại suốt cả quãng đời hoằng pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Thì Hòa Thượng Tịnh Không nói mình là kẻ phàm phu nghiệp chướng sâu dày mà không có trở ngại chướng duyên bệnh hoạn bất an. Nếu mà mình muốn như vậy thì không bao giờ được như vậy đâu. Nghĩa là mình muốn như vậy là nó trái nghịch với cái chân lý. Cái chân lý tức là mình tạo ra một cái nhân ác, cái nhân xấu, cho nên bây giờ mình phải mang cái thân con người bị cái tám cái khổ bức bách, sanh già bệnh chết, thương yêu xa lìa khổ, thù ghét gặp gỡ khổ, cầu không được khổ và ngủ ấm xí thành khổ. Tám cái khổ này nó bức bách, nó làm cho con người mình không an chút nào. May thay hôm nay quý vị về ngồi được trong chánh điện an vui, tụng một thời kinh niệm Phật, nghe được một thời thuyết pháp, đó là tích lũy thiện căn nhiều đời nhiều kiếp trong ngôi nhà Tam Bảo rồi quý vị. Cho nên hôm nay mới được ngồi ở đây. Đây là chúng tôi nói bằng sự thực. Tuy nhiên có một số người thì chưa nắm rõ được cái chân lý. Khi mình gặp nạn, mình than trời trách đất, mình gặp nhiều cái chướng duyên đến với mình, mình thối lui, gọi là thối bồ đề tâm. Vì vậy cho nên thành ra hôm nay Giác Nhàn muốn nói để cho quý Phật tử hiện diện có mặt tại Tịnh Thất Quan Âm cũng như đang online trực tiếp trên toàn thế giới, phải có một niềm tin vững chắc với Tam Bảo. Dầu ai nói ngã nói nghiêng, lòng ta vẫn giữ như kiền ba chân, chứ không phải kiền hai chân à. Kiền hai chân là nó đỏ. Thì Hòa Thượng Quảng Khâm là một vị Hòa Thượng mà Giác Nhàn cũng rất là quý kính. Ngài là đi vào trong hang, trong động Ngài ở trong đó, và ăn củ quả suốt cuộc đời. Ngài gọi là Hòa Thượng thủ quả, tức là Ngài gìn giữ cái cách ăn bằng rau quả thôi, gọi là Hòa Thượng thủ quả. Thì khi mà Ngài lên núi, Ngài tịnh tu xong, Ngài về lại chùa đó quý vị. Không biết sao mỗi sáng Ngài lên trên chánh điện Ngài niệm Phật. Rồi có một lúc không biết sao thùng phước sương bị cậy lấy sạch hết trơn. Thì tăng chúng trong chùa nói ông Quảng Khâm này, thầy Quảng Khâm này sáng nào cũng lên trên chánh điện niệm Phật, cho nên cái thùng phước sương mà bị mất tiền là chắc do thầy lấy á. Thì Ngài cũng cười an vui, không nói tới nói lui, không trả lời trả vốn gì hết. Ngài cũng im, Ngài không nói gì hết. Sau một thời gian cũng vài ba tháng thì cái người lấy tiền đó, người ta bị cắn rứt lương tâm, người ta khó chịu trong lòng quá. Xong họ mang tiền đến chùa để trả lại xin sám hối. Thì mọi chư tăng trong chùa mới vỡ lẽ ra là mình vu oan giáng họa cho Ngài Quảng Khâm. Thì mới thỉnh Ngài Quảng Khâm đến để sám hối, mong Ngài quan hỷ. Thì Ngài cũng cười, Ngài không nói gì hết trơn, vì Ngài là chúng ở trong chùa. Thì những người trí khi mà gặp những cái hoạn nạn, người ta vẫn thản nhiên, điềm nhiên, hoan hỷ và quay vào trong để tích lũy công đức sám hối tu hành. Và không phải bỗng không như vậy đâu, chắc cũng là cái nghiệp duyên nhiều đời nhiều kiếp, cho nên hôm nay mình phải bị hàm oan như vậy đó. Vì vậy cho nên khi mình bị những chuyện hàm oan thì mình lấy lại những cái sử liệu của Phật, của Bồ Tát, như là Quan Âm Thị Kính, Bồ Tát Quan Âm không ạ? Rồi lấy lại những cái mẫu chuyện của chư tổ để mà mình đọc xong rồi mình tự an ủi cái lòng của mình. Cho nên mong rằng những cái mẫu chuyện này đi vào lòng cho những Phật tử tại đây cũng như mọi người, lấy cái mẫu chuyện này để khi mình gặp những cái bất trắc trong cuộc đời mình nên lấy những cái gương của các ngài để mình soi lại cái tâm của mình. Thì thưa quý vị, hôm nay Giác Nhàn lấy ra vài cái mẫu chuyện để nói đến cái việc mình phải nên tích lũy những cái đức tính chân thật. Thì khi mình đã là chân thật như Ngài Quảng Khâm thì một ngày nào đó cái chân thật nó sẽ xuất hiện. Khi mình giả dối thì một thời gian cái giả dối này nó sẽ xuất hiện. Nó xuất hiện ở đâu? Khi tấm lòng chân thật của mình có thì trên gương mặt của mình nhìn thấy người đó hiền lành, đạo đức,
và nghe cái âm thanh người đó nói, tự nhiên mình nghe lọt tai, mình hoan hỷ. Còn người đó có tấm lòng không có chân thật, tức là giả dối, lâu ngày nó cũng hiện lên cái tướng của người đó, nhìn cái vẻ giả dối và cái âm thanh lời nói của người đó nó mang tính chất, cái tính chất lừa gạt giả dối. Từ cái tâm nó hiện gọi là nhất thiết di tâm tạo và tam giới di tâm vạn pháp di thức. Bây giờ con người mình muốn để rèn luyện nung đúc được cái đức tánh chân thật này, chỉ có một điều, đó là đọc sách của Thánh Hiền. Lắng nghe cho kỹ. Ấn Tổ nói hàng ngày nếu mà đọc sách của Thánh Hiền là tâm mình hướng đến lời dạy của Thánh Hiền, lâu ngày tâm mình từ từ nó chuyển phàm thành thánh, phá mê khai ngộ và lìa khổ được vui. Nếu mang cái tâm phàm này, cái tâm không chân thật, cái tâm giả dối này đối xử với nhau thì vẫn là phàm phu, rồi ở trong lục đạo luân hồi đau khổ vô cùng, đừng kêu ca ai. Vì vậy cho nên có một cái mẫu chuyện Ấn Tổ kể ở trong Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao. Thì có hai mẹ con, gia đình cũng nghèo. Và sau đó rồi người mẹ mất đi. Câu chuyện nằm ở trong cái cuốn Tánh Chất Trọng Yếu Kiên Giết, Cứu Mạng Ăn Chay. Không biết quý vị về có đọc chưa, nhưng mà Giác Nhàn đọc cái mẫu chuyện này hôm nay nói lại chắc là quý vị sẽ nhớ, nếu ai đọc, nếu ai đọc rồi. Và còn ai chưa đọc thì lắng nghe cái mẫu chuyện nhờ cái đức tánh chân thật này mà cứu được mình bị hàm oan, đáng lẽ phải chặt đầu xử trảm. Thì hai mẹ con cũng nghèo khổ, cuối cùng thì mẹ chết đi. Thì mẹ chết đi thì trong một buổi trưa, cái chú này đang ngủ trưa, thấy mẹ tới báo là mẹ bị đọa làm con heo, đang nhốt ở cái chuồng ít. Ấn Tổ ghi trong này là chuồng ít, tức là không có nói rõ về cái địa điểm, chắc là cũng quên cái địa điểm rồi. Và ông y đó là đang chuẩn bị giết mẹ, con mau mau đến cứu giùm. Thì chú này giật mình tỉnh giấc, đi đến đúng cái địa điểm đó thì thấy con heo này đã giết rồi, tức là không kịp trở tay để cứu. Rồi khi thấy đã giết rồi thì trong lòng buồn khổ vô cùng, nằm lăn lộn ở trên đất khóc cho đến tắt tiếng luôn. Vì chú này cũng quá có hiếu với mẹ. Khi mẹ thấy mẹ mình là con heo và mẹ mình bị giết mà mình không kịp để cứu mẹ mình, thì đứa bé này nó thấy như vậy, nó mới suy nghĩ rằng con heo, mẹ mình biến thành con heo thì cha mình đôi khi cũng thành con chó, con mèo, con gà, con vịt gì đó, hoặc là dòng họ của mình cũng là những loài súc sanh, biến thành loài súc sanh, cho nên phát nguyện ăn chay trường. Khi phát nguyện ăn chay trường thì chú này có cái hạnh là đi xin tiền để mà thắp dầu đèn á, mua dầu để thắp cho một cái ngôi chùa đó. Thì cứ một người cho bao nhiêu tiền thì chú ghi vào trong danh sách hết. Thì một thời gian cũng khá lâu, cũng nhiều người ủng hộ cho chú, cũng mấy ngàn người. Thì sau đó rồi chú bị một cái hàm oan, đó là có một đứa ăn cướp. Thì chính quyền đang truy nã. Thì chú này, cái chú mà xin tiền để mua dầu đèn là cùng tên với cái chú ăn cướp đó, và hình tướng nó cũng, dáng dấp nó cũng giống giống. Thì cuối cùng bị quan người ta bắt, người ta vào để người ta xem xét, thì thấy trên tay chú có cái danh sách mấy ngàn người, thì quan mới kết tội đó là những người mà đồng bọn để mà gây rắc rối phản lại các người ở trong quan chức đó. Thì khi mà bị bắt đó thì người ta mới giải lên trên quan cao hơn nữa, quan huyện giải lên trên quan tỉnh, thì giải lên trên đó, đưa lên trên đó. Thì chú này cứ kêu mọi người nên tha chú bị oan rồi. Thì cái vị quan này mới có trí huệ sáng suốt, nhìn thấy mặt chú này cũng hiền lành, cho nên thành ra mới nói rằng nếu ông nói oan thì ông có bằng chứng gì, kêu từ khi mà
mẹ con làm con heo á, mà chết ở cái địa điểm đó rồi, cho nên trong lòng con đau khổ, con ăn chay trường chứ con không có ăn mặn được. Ông nói nếu mà thiệt như vậy, bây giờ tao mang dĩa thịt đến, nếu mà mày ăn được cái dĩa thịt này là ăn cướp, mà không ăn dĩa thịt này được, tao nhìn cái hiện tượng tao thấy là tao biết mày là con người thiệt. Thì khi mang dĩa thịt đến là ông nạt nộ, ông cầm cái cục ông gõ xuống bàn, ông bắt phải ăn. Thì chú này ông vừa gấp thịt đưa tới miệng là ông ói máu à. Ông ói máu ra bởi vì ông thấy thịt ông sợ quá rồi, ông cứ nghĩ đây là thịt của mẹ mình không. Thì khi ông ói ra như vậy, ói máu ra như vậy thì ông quan ông nói chính ông này là bị hàm oan. Người này là người chân thật, người tốt mà bị oan, cho nên thành ra ông mới giải xuống lại với huyện. Thì ông kêu thôi, quan huyện mới kêu thôi, nếu mà ông có căn lành như vậy đi đến chùa tu đi. Thì chú này mới đến chùa Liên Hoa chú tu. Thì chú niệm Phật một thời gian có những cái cảm ứng khá đặc biệt. Và về sau khi mất có thì vị tăng này mới có một cái tâm nguyện là nói khi tôi mất là đem tôi để cho một cái lu. 3 năm sau lấy ra mà thân thể tôi hôi thối á, thì đem đi chôn đi. Còn nếu mà thân thể tôi còn nguyên vẹn như vậy đó, thì để đó mà để mà thờ. Thì 3 năm sau lấy ra thì cái thân thể còn nguyên vẹn, trở thành cái thân kim can bất hoại. Thì vị này từ một cái đức hiếu với mẹ, và khi xin tiền bao nhiêu là mua giàu bấy nhiêu, cho nên nhờ cái phước báu này, nhờ cái đức tướng chân thật này và thực lòng là ăn chay, cho nên gặp dĩa thịt một cái là ói máu liền. Thì chúng ta thấy hầu như những vị đắc đạo, thành tựu được cái đạo nghiệp, đều lấy cái hiếu thân tôn sư để lên hàng đầu, và dùng cái đức chân thật này để mà sống trong cái cuộc sống của mình, thì nó thành tựu được cái sự nghiệp ở ngoài thế gian cũng như là xuất thế gian. Vì vậy cho nên cái mẫu chuyện này khi mà Ấn Tổ đưa ra thì Giác Nhàn thấy mọi người nên lưu ý cái chỗ là khi người mất thành heo, heo mất thành người, người mất thành dê, dê mất thành người, người mất thành gà, gà mất thành người, luân hồi sanh tử, nhiều đời nhiều kiếp. Vì vậy cho nên thấy những loài súc sanh đó, xem đó là thân bằng quyến thuộc của mình, và đem tâm cung kính chân thật thương yêu họ, thì cái nghiệp của mình nó giải, phước của mình được tăng. Thì đó là cái mẫu chuyện mà trong văn sao. Còn thêm một cái mẫu chuyện đó là đã nhờ cái đức phát bồ đề tâm phóng sanh cứu mạng mà thọ mạng kéo dài. Thì cái mẫu chuyện này nằm ở trong công đức phóng sanh của Ngài Viên Nhân. Hôm trước Giác Nhàn định sắp xếp cái bản in lại để in 5.000 cuốn để tặng cho quý Phật tử, bởi vì Ngài Viên Nhân đề xướng phóng sanh. Trong đó có một số lời khai thị của các vị như Ngài Vĩnh Minh, Ngài Mã Minh, Ngài Triệt Ngộ vân vân, khuyên người phóng sanh. Ngài khai thị rất là hay. Thì trong cái cuốn sách đó có nói đến cái mẫu chuyện của một vị sa di. Thì vị sa di này còn 7 ngày nữa là thọ mạng hết. Thì vị thầy của vị sa di này nhập định, thấy được cái thọ mạng của vị sa di này chỉ 7 ngày nữa là mất, là không còn ở trên nhân gian nữa, cho nên mới cho về thăm gia đình và dặn là 7 ngày nữa mới được lên, tức là mất để ở cho gia đình gặp cha mẹ và để cha mẹ lo. Thì trên đường đi về gặp một trận mưa lớn, cho nên cái vị sa di này mới núp ở trong mái hiên của căn nhà đục mưa. Thì nước mưa nó dâng lên cho nên kiến nó bị trôi, nó bị lên bên trên mặt nước. Thì cái vị sa di này mới lấy những cái cành cây bắt cái cầu nối vô cho các con kiến nó đi qua hết, một đàn kiến tới một cái nơi bình yên hết, xong rồi đi về nhà lại thăm cha mẹ. Xong thì 7 ngày đi lên lại gặp sư phụ của mình vẫn không chết. Thì vị sư phụ mới kêu rằng là ủa, chẳng lẽ mình nhập định mình quán cái căn cơ của chú này sai. Thì cuối cùng mới hỏi kỹ lại, thì trên đường đi về con có làm gì không? Kêu con không có làm gì cả.
Thầy hỏi kỹ lại là con nhớ con có cứu mạng gì không? Kêu dạ có. Con đục mưa cho nên có một ổ kiến nó bị nước nó trôi, con mới lấy cành cây con cứu vớt nó. Thì Ngài nhập định lại, Ngài thấy cái vị sa di này tuổi thọ đã đến 80 tuổi luôn. Tức là thọ mạng do kéo dài do cứu mạng. Vì vậy cho nên Ấn Tổ mới khuyên mọi người là phải kiên giết là chỉ ác, mà phải cứu mạng để tác thiện. Mà cứu mạng bằng cái tâm chân thành, chí kính, thì cái công đức này nó thù thắng vô biên. Mà khi thọ mạng mình kéo dài rồi, mình mới có được cái thời gian để mình tu tập và phẩm vị mình mới cao. Cho nên Hòa Thượng Tịnh Không thì thọ mạng chỉ có 45 tuổi thôi. Sau đó rồi Ngài giảng pháp, phóng sanh, làm phước, đến bây giờ là 92 tuổi. Mới vừa rồi có làm cái lễ chúc thọ cũng nhỏ nhỏ, Thầy Nhật Nguyện có lấy được cái video clip này gửi Giác Nhàn xem. Trực tiếp thấy Ngài 92 tuổi mà sức khỏe còn tốt, gương mặt hồng hào hoan hỷ. Cái đó là do Ngài bố thí pháp cho nên có được trí huệ, già cả mà không có lẩm cẩm lẩm. Vậy mà có nhiều người mới 6-70 tuổi thôi mình lẩm mất à. Tiền ở trong túi 5 triệu mới mua đồ đạt 1 triệu rồi mình cũng quên, mình kêu ổ tao có 5 triệu mà ai lấy tao 1 triệu rồi bay. Nên lẩm à. Vì vậy cho nên thành ra cái kiên giết cứu mạng, Ấn Tổ nói nó quan trọng vô cùng. Thì nãy giờ Giác Nhàn nói đến cái việc đó là dùng đức chân thật để đối xử với nhau. Vừa rồi Giác Nhàn mới lên lại tỉnh thất thì cũng gặp một cái sự cố. Cô này cổ đến cũng trẻ, chặt từng chừng khoảng 20-30. Thì có gặp Giác Nhàn mặt mày miếu máu, khóc nước mũi nước dãi nó chảy ra. Mà nhìn thì cái phước tướng cô này rất là đẹp, nhưng mà sau khi khóc rồi nhìn cái mặt như con mèo ướt vậy. Nhìn sao thấy thảm thương quá. Kêu khổ, nhìn cái phước tướng con có đẹp mà sao cái tâm con đau khổ quá. Kêu dạ con đau khổ quá rồi. Hỏi làm sao kể nghe. Trời ông chồng con thôi, ông đánh đập bởi vì ông cho vay tiền xã hội đen, rồi cuối cùng ông lấy ông được, ông về ông đổ bao nhiêu cái buồn bực của ông lên đầu con. Con chịu không nổi rồi, con ẵm đứa con chạy, ông kéo theo ông giật đứa nhỏ lại. Rồi con nghĩ không biết đường nào đi đâu, nghe anh Nghĩa trên này, bạn của chồng con lên trên này 3-4 ngày mà cũng muốn gặp thầy. Chủ nhật thầy giảng rồi mà con muốn gặp mà con gặp không được, bây giờ con phải làm sao, không biết đường nào mà mò. Ông chồng con là con không nhớ, con không thương chút nào, mà con thương cái đứa con mới có 1 năm mà đẻ ra mới 1 năm, còn đứa kia là 1 tuổi, còn một đứa nữa 2 tuổi, mà bây giờ con buồn quá, con không biết cách nào con xử trí. Thì Giác Nhàn mới nói rằng râu nào sau đó, nghĩa là con cũng ba trời ba trợn cho nên cũng gặp ba trời ba trợn. Hồi trước con ở nhà con cũng lung quang lắm, không được gia đình giáo dục kỹ, cho nên con phải gặp những đối tượng đó, ngu tầm ngu mà mã tầm mã. Hồi trước con ở nhà con bất hiếu cha mẹ, không nghe lời cha mẹ, con không có một cái giáo dục từ ban đầu. Con kêu đúng rồi, trước con ở nhà cũng quang lắm thầy. Thầy kêu bây giờ con gặp như vậy để con trả nợ. Thôi bây giờ về lại, bước vô cửa nói là anh, em xin lỗi anh. Kêu nó không được, nói câu này nó không được. Bây giờ trước đến giờ cái mối thù bực tức á, nó thành khối rồi. Bây giờ mà về lại nhà mà dùng cái tâm chân thật quý kính chồng nói là em xin lỗi anh, em thương anh lắm, nó không được. Mới ngồi nói một chập thiệt lâu, hơn cả tiếng đồng hồ. Kìa bây giờ nếu mà con về nhà con chỉ thương con của con thôi, bây giờ con ở trong cái gia cảnh đó, hai người coi như bằng mặt không bằng lòng thì không có tồn tại để ở được. Thì nói chuyện một chập xong rồi con nói con cố gắng, thôi giờ cho xin quy y đi. Hỏi ở nhà biết ăn chay không, cũng lắc đầu. Hỏi có đi chùa không, cũng lắc đầu. Hỏi có nghe pháp không, cũng lắc đầu. Nói về trong Phật pháp là số 0, không biết gì rồi. Thì giờ Giác Nhàn mới nói là cô phải cảm ơn chồng. Chứ làm sao cảm ơn, con ghét muốn chết chứ làm gì cảm ơn.
kêu nhờ ông đánh, ông chửi, ông làm vậy mới chạy lên chùa gặp giác nhàn. Chứ nếu mà ông thương yêu, ông cho đi Mercedes rồi ông làm ăn được, rồi bây giờ đang ra ăn cua ghẹ ở dưới Vũng Tàu á. Ông kêu đúng rồi, cái lúc làm ăn được ông chở con đi ăn cua ghẹ rồi biết ra thầy. Bây giờ ông làm ăn không được ông quánh con. Thì kêu nhờ làm ăn không được quánh như vậy mới lên chùa. Cái người khổ người ta mới đi tìm đạo, chứ người sung sướng không có đi tìm đạo đâu. Ông nghe cái câu sanh ra cái tâm hoan hỷ, xin phát tâm quy y. Quy y xong đổi xong nhìn gương mặt nó khác nha. Cái tinh thần nó thoải mái, nó an vui lên gương, nhìn gương mặt khác. Cái qua ngày hôm sau chịu hoan hỷ đi về lại. Không biết bây giờ là ra răng với đó nữa không biết. Thì cứ mỗi lần lên tỉnh thất thì gặp nhiều cái éo le trong gia đình, từ nơi gia đình của mình không có đọc được sách của Thánh Hiền. Cho nên hôm nay ở trên trang web Vô Lượng Thọ có sẵn sách Văn Sao, Tam Biên, Chánh Biên, Tục Biên là 990 cái lá thư của Ấn Tổ. Chắc chắn là nói những điều mà Ngài trả lời những cái lá thư đó, có cái hoàn cảnh của mình nằm trong đó, từ người cư sĩ tại gia cho đến người xuất gia nằm ở trong đó hết. Cho nên cái bộ sách này nó có cái giá trị lưu hành 9.000 năm mạt pháp còn lại. Đọc đi, lắng lòng thanh tịnh đọc một thời gian sẽ thấy cái giá trị của Ấn Tổ mà giáo dục gia đình đặc kỳ. Vì vậy cho nên hôm nay Giác Nhàn cũng giới thiệu cái lời khai thị của Ấn Tổ qua cái phần gọi là giữ lòng thành. Ngài có hai cái câu gọi rằng ngăn dứt lòng tà, giữ gìn lòng thành mà Hòa Thượng hay nói. Đó là đốn luân tận phận, nhàn tà tồn thành. Đốn luân tận phận, nhàn tà tồn thành. Đốn luân tức là mình làm trọn vẹn với cái luân thường đạo đức, hết bổn phận mình với cha, với mẹ, với vợ, với anh, với chị, làm trọn vẹn cái bổn phận. Nếu mà kêu giữ trọn vẹn cái bổn phận của một người mẹ khó vô cùng, theo như Văn Sao nói, mình làm không nổi. Mà nếu ai mà quyết chí kiên trì đọc lâu ngày và áp dụng từng chút từng chút từng chút, có thể mình thành tựu được bổn phận của một người mẹ. Ngay nơi ba đứa con thôi, mình thương đứa này rồi đứa kia không nghe, mình không thương nó. Con thôi mà mình lấy cái tâm bình đẳng để đối xử với nó còn không được nữa. Vẫn nếu đối xử mà không bình đẳng với nhau, khéo léo để làm sao cho ba đứa nó mình có một cái tình thương bình đẳng với nhau hết, cả một vấn đề. Mới gặp chồng, ông chồng cái gì ông cũng thương yêu tha thứ hết trơn. Khi về rồi cứ nhìn lỗi nhau, rồi cuối cùng gì? Choảng nhau, làm phiền phức cho nhau, rồi chia tay. Nói về cái việc mà ly hôn, cái xử, cái án mà ly hôn đến bây giờ là nhiều nhất trong tất cả các án. Án tội phạm, án hình phạm, án kinh tế, án xử này xử nọ, thì án ly hôn là nhiều nhất. Cũng từ cái gốc mà Ấn Tổ nói cái giáo dục gia đình không có. Thì quý vị nhìn kỹ lại cái gia đình của mình bây giờ, con cái nói không nghe nữa, rồi cái gì nữa quý vị? Rồi chồng của mình vẫn không có tiếng nói chung nữa quý vị. Đó là hàng ngày mình chỉ có học những điều mà ở ngoài thế gian phàm phu nung đúc cho mình thành một cái tâm phàm quá lớn. Còn cái tâm thánh của mình nó có sẵn trong này mà nó chưa khởi tác dụng được. Tâm thánh đơn giản mà nãy giờ Giác Nhàn đó là đức tánh chân thật, đức tánh chí thành, đức tánh cung kính. Có người lên hỏi Ấn Tổ bây giờ có cách nào để con nhập vào đạo nhanh nhất không? Thì Ấn Tổ nói có. Thì cái vị đó hỏi bằng cách nào? Ngài nói dùng lòng chân thành chí kính. Nói gọn lại là thành kính. Vì vậy cho nên thành ra Ấn Tổ nhắc đi nhắc lại nhiều lá thư là phải lấy lòng thành làm gốc. Cho nên gọi là nhàn tà
tồn thành. Nhàn là ngăn chặn lòng tà, gọi là nhàn tà. Tồn là gìn giữ, tồn động trong tâm mình lòng thành, gọi là nhàn tà tồn thành. Đây là một cái câu mà Hòa Thượng Tịnh Không nói lúc đi đến Singapore. Ông Lý Mộc Nguyên nói có cái câu đối nào mà hay, viết cho để trên chánh điện, thì Hòa Thượng liền bèn ghi hai cái câu là đố luân tận phận, nhàn tà tồn thành. Cho nên bắt đầu dạo gần lại đây, Giác Nhàn không có giảng cao siêu gì nữa, mà đi theo bước chân của Ấn Tổ, đó là nói những gì thấp nhất, đơn giản nhất, và làm sao để giáo dục được cái gia đình mình được bình yên hạnh phúc. Cái đó là cái cốt lõi mà Ấn Tổ muốn nhằm giáo dục. Nếu con người đó là thành con người có lòng nhân từ, nếu mà họ có được cái lòng nhân từ mà họ thành tựu được cái nhân cách của con người, thì họ từ cái nhân đạo đó họ mới tiến lên Phật đạo được. Còn nếu mà cái lòng nhân đạo, nhân từ không có, mà họ chỉ chấp chứa cái lòng gọi rằng là ganh ghét, hơn thua, đối chọi, trù dập với nhau, thì Ấn Tổ mới đây là cái lòng giả thú. Chỉ có loài thú nó mới tranh hơn, tranh thua, nó cắn nhau. Cùng loại gà gà đá nhau, chó chó cắn nhau, cộp cộp để xé xấu xé nhau. Thì đó là mang thân người mà lòng dạ đã là giả thú. Còn nếu con người là nhân từ thì có phải lòng thương người, thấy người đó khổ, người đó gặp nạn, người đó đau buồn, mình phải ra tay cứu vớt. Đó là con người thôi nha. Mà cứu cho họ quay về với đạo pháp thì mình phải có cái vốn của đạo pháp. Mà khi quay về đi đạo pháp thì họ mới thoát ly sanh tử được. Đúng quý vị. Cho nên đôi khi mình bị mất gốc, gia đình mình không hạnh phúc. Khi đến chùa mình cúng dường, mình làm phước, mình an vui tu tập, nhưng về nhà mình không thể nào chuyển hóa được. Thì bây giờ lấy văn sao ra đọc. Hồi sáng trước khi lên đây, Thầy Nhuận Chánh cũng đọc văn sao. Giờ Giác Nhàn đang phát triển làm sao để Thầy Nhật Tánh với Thầy Nhuận Chánh. Hồi xưa hai thầy cũng có trình độ sư phạm dạy học, để xuống chùa Vĩnh Nghiêm mở ra một cái lớp học giáo dục về đệ tử quy và giáo dục gia đình, nhất là con em trẻ từ bắt đầu 12, 13 tuổi phải dạy rõ về cái vấn đề bảo thân tiết dục. Nếu đệ tử quy không cũng chưa đủ đâu, mà phải giáo dục gia đình. Cha mẹ làm gương cho con cái trước, phải đi sâu vô cái vấn đề giáo dục gia đình. Thì Giác Nhàn đọc một cái đoạn mà hôm trước có đọc qua nhưng mà chưa có giảng hết. Đó là giữ lòng thành. Muốn được lợi ích thực sự nơi Phật Pháp, ắt phải cầu từ nơi cung kính. Có một phần cung kính, tiêu một phần tội nghiệp, tăng một phần phước huệ. Có 10 phần cung kính, tiêu 10 phần tội nghiệp, tăng 10 phần phước huệ. Cái đoạn này Ấn Tổ lặp đi lặp lại nhiều lần lắm. Đúng ra là giữ lòng thành kính, mà Ngài nói tắt đó là lòng cung kính. Khi mình đối với Tam Bảo hết sức cung kính, chân thật, lạy Phật, tụng kinh, thì những cái gì trong kinh nói mình đều thừa hưởng được hết. Lời này Ấn Tổ khai thị nha. Còn nếu không có lòng thành tụng cho qua loa, tụng cho mau hết giờ, và mình vừa tụng mà vừa ngủ, thì do cái lòng thành không có, lòng cung kính không có, cho nên mình không nhận được những cái gì trong kinh đã nói. Thí dụ những cái gì trong kinh đã nói như là khi tụng kinh như vậy được sự gia trì của Phật, từ cái người đó bị bệnh hoạn, người ta sẽ gặp thầy thuốc tốt, hoặc giả trong mộng gặp được chư Phật chư Bồ Tát gia trì cho thuốc uống, vân vân. Không gặp được những cái điều tốt đó là do lòng thành kính không có đủ.
Vì lòng thành kính không có, cho nên tội nó không có tiêu, cho nên trí nó không có rạng. Muốn cho trí huệ được rạng ngời thì chỉ có tội tiêu thì trí mới rạng. Mà muốn tội tiêu thì chỉ có lòng thành. Làm bất cứ việc gì thế gian hay xuất thế gian đều lấy cái lòng thành cung kính để lên hàng đầu. Hôm trước chúng tôi lên trên tỉnh thất gặp các cụ. Không biết sao lâu ngày các cụ làm giác nhàn cảm động chịu không nổi. Các cụ cứ quỳ xuống mà khóc thôi. Kêu con quý kính thầy, thầy bỏ thầy đi đâu mấy năm nay không nhìn thấy mặt mũi thầy đâu hết. Bữa nay con nhìn kỹ thấy gương mặt thầy rõ ràng, thầy khỏe, con mừng dữ lắm. Thì cái lời nói nó phát xuất từ một cái lòng thành kính vô tận. Tự nhiên nó xúc động chịu không nổi. Quý vị hiểu chỗ nào không ạ? Cái âm thanh này nó chuyên chở được cái lòng thành kính của nhớ nhung, của quý mến quá đi. Chắc là ở nhà chắc nó cũng là tơi tả tê tu tàn tạ rồi đó. Khổ lắm rồi, lên trên này nó an vui cho nên thành ra biết ơn. Giác Nhàn mới nói là cô mà phải quý, cô nhớ Giác Nhàn giống như là nhớ Phật A-di-đà, và nhớ Phật A-di-đà nhớ hơn Giác Nhàn nữa, thì chắc chắn là cô sẽ có cảm ứng, Phật sẽ rước cô vãng sanh. Cô kêu sao nhớ thầy nhiều hơn à. Bà cụ kêu giờ bà phải đổi lại, bà nhớ Phật A-di-đà. Nếu bà niệm mà bà không nhớ, bà niệm Nam Mô Di Đà Phật A-di-đà Phật mà nhớ không Giác Nhàn không sao vãng sanh. Gọi là miệng niệm mà tâm không nhớ tưởng mà. Thấy không? À, thì khi mà người đó người ta có lòng thành quý kính, cái lời nói họ chuyên chở được một cái lòng thành, khi cái người nghe tự nhiên người ta chuyển được cái nghiệp báo. Cũng như là Ấn Tổ, khi mà nói ra cái mẫu chuyện là cái đứa bé, cái chú này khi thấy mẹ mình biến thành con heo, thì không biết bao nhiêu người người ta đọc mẫu chuyện này mà người ta phát tâm ăn chay. Người ta nghĩ mẹ mình cũng thế, bây giờ không biết mẹ mình chết, mẹ mình ra sao đây, cha mình cũng thế. Mà nhiều đời nhiều kiếp, cho nên trong kinh mới nói rằng là gì? Tứ sanh phụ mẫu là vậy. Bốn loài thai sanh, thấp sanh, nẵng sanh, hóa sanh là cha mẹ. Khi họ nghe như vậy cái là họ khởi được lòng thành kính, họ không dám ăn nữa. Thì Giác Nhàn thì nếu mà nói sâu vô trong cái giáo lý, sợ quý vị nghe không nổi và buồn ngủ. Có một vài cái mẫu chuyện để kể cho quý vị nghe, để nó có một cái dẫn chứng để cho mình làm một cái niềm tin. Vừa rồi chương trình phóng sanh thì đầu tiên thuê cái thuyền chỉ có 250 thôi. Sau đó rồi Phật tử người ta gọi điện quá chừng luôn. Họ đăng ký quá chừng. Chỉ trong 2 ngày mà đăng ký 500 người. Sau đó rồi hồi chiếc thuyền 250 lại, mình thuê chỉ có 6.4 triệu thôi. Sau đó rồi không biết sao đủ duyên cái chú Cảnh đó, chú tìm được một chiếc thuyền 500 người mà thuê chỉ có 10 triệu một chuyến đi thôi. À, cuối cùng nhận vô đủ 500 người rồi. Thì lên một chương trình đó là ngày mùng 6 tháng 5 tổ chức thêm một chuyến phóng sanh nữa, đặt cọc 2 lần trong một cái chiếc thuyền đó luôn. Thì mùng 6 tháng 5 lên khoảng 3-4 ngày sau, bây giờ cũng đủ 500 rồi. Thôi giờ khó sổ nói đầy rồi. Coi như là thứ tư tuần sau là ngày mùng 3 tháng 3 âm lịch là 500 người cũng đầy rồi. Rồi thứ mùng 6 tháng 5 Tây thì cũng đầy luôn rồi. 2 chuyến thì giờ không có lên chương trình nữa. Để đó sau khi phóng sanh mùng 6 rồi bắt đầu mùng 6 tháng 5 mình mới lên thêm chương trình nữa. Thì cái duyên ở khu chuyên tu với tỉnh Thất Quan Âm cứ lẩm đẩm làm cũng gần 3 tháng. Cứ im lặng mình làm chứ cũng không có kêu gọi tổ chức phóng sanh gì lớn cả, không có lên chương trình. Nhưng mà sao thấy nhờ mình làm những cái lễ phóng sanh trong mấy tháng nay mà thấy cái duyên phóng sanh nó thù thắng như vậy. Và cái người chủ thuyền đó, người ta cho mình lên trước tối khoảng 10 giờ cập bến thuyền, là mấy thầy mấy chú sẽ xuống đó để trang trí sửa sạn, giống như một cái thuyền đó mình dọn bàn, giống như một cái chánh điện để mình tu tập, mình phóng sanh. Cho nên thành ra cái duyên phóng sanh nó rất là thù thắng. Thì có một cô Phật tử, cô ở bên Phú Quốc, gia đình cũng gặp nhiều chuyện éo le, khổ đau.
chồng con nó cũng bất an quá đi, em có gọi qua xin phóng sanh mà hết chỗ rồi. Thì ban tổ chức không có nhận nữa, thì tự nhiên bữa đó cái rồi thấy cuộc gọi nhỡ đó, thấy cuộc gọi nhỡ mới gọi lại. Thì cổ mừng quá, cổ kêu cho con xin đi phóng sanh, bởi vì gia đình con sao nó cứ rắc rối khổ đau quá đi. Con nghe thầy Nhàn nói phóng sanh nó giải nghiệp được, thì lúc đó Giác Nhàn cũng đang nói chuyện. Thì Giác Nhàn mới kêu như vậy thì thôi còn một vé để cho cô đi. Cổ mừng ở trong điện thoại mà cô khóc bù lu bù loa. Cô nói con mừng quá chừng con mừng, trong tâm con để dành tiền. Con giấu chồng con để dành tiền, con thỉnh thầy qua đây giảng, con mời mấy thầy qua mà không biết khi nào đủ tiền đây nữa. Mà trong lòng cổ nó hoan hỷ vô cùng. Cho nên thành ra Giác Nhàn thấy cái công đức phóng sanh mà Phật tử hưởng ứng được như vậy đó, nó có một cái phước báu lạ kỳ. Thì hôm nay Giác Nhàn nói mà tìm được một chiếc thiền mà 500 người mà Phật tử hưởng ứng để tụng một thời kinh niệm Phật, để thả 100 triệu, 150 triệu. Bây giờ cái thiền nó lớn quá, đáng lẽ thả 100 triệu thôi, mình thả 150 triệu. Cho nên hiện tại trên tỉnh thất với khu chuyên tu, lúc trước mình cứ mỗi ngày 7 triệu, trên này cũng gần 15 triệu. Thì thôi mình làm gọn lại là cứ ở dưới đó 3 triệu ở dưới đó, rồi 3 triệu ở trên này còn dư tiền để mang xuống dưới đó để phóng sanh trên du thiền. Chứ ở trên này thả chỗ nào nó cũng giăng lưới nó bắt hết trơn, đi tìm chỗ nào cũng bắt. Mà giờ đủ duyên đi ra cái sông Sài Gòn có một chiếc thiền như vậy thì mình thả là an toàn. Thì cái đợt phóng sanh đầu tiên thì khi người ta ra về lại thì cái đợt phóng sanh đã đủ người. Thì cái đợt phóng sanh thứ hai đó khi họ đi rồi thì mình nhận đợt phóng sanh thứ ba, nó không có trùng người, để cho nhiều người ở các nơi khác chưa được đi họ được đi. Cho nên một cái pháp môn phóng sanh mình đề xướng lên nó có hiệu lực như vậy cũng là do văn sao ban cho vậy. Khi nghe đến Ấn Tổ nói rằng là kiên giết cứu mạng, bắt đầu ra tay làm. Phải thực sự mình làm chứ không phải chỉ nói. Thì thấy hôm nay cái duyên phóng sanh nó thù thắng. Và chiếc thiền đó buổi sáng họ chỉ để không thôi à. Bây giờ họ cho mình họ được 10 triệu buổi sáng cho đến 1 giờ, tức là từ 5 giờ sáng, 10 giờ hôm sau, 10 giờ tối hôm trước cho đến là 1 giờ chiều hôm sau. Họ lấy có 10 triệu thôi, họ vừa lấy họ vừa cúng dường. Còn cái thiền kia cũng 600 người mà họ lấy 65 triệu bởi vì nó đẹp quá đi. Nó có máy lạnh nữa, kêu thôi, nó lấy tiền đó, lấy cái thiền đó nó tốn tiền quá, để tiền mua đồ phóng sanh. Thì coi như là cái duyên phóng sanh của mình nó như vậy, nó rất là ổn định, lâu dài. Thì Giác Nhàn nghĩ trong cái du thiền đó mình được ăn sáng, lạ lắm. Có mấy Phật tử phát tâm 1.000 chai nước, 1.000 cái bánh bao, rồi hộp cơm, hầu như họ lo đủ hết rồi đó. Cái người mà vào trong đó được phóng sanh là phải nói là đủ phước báu lắm ngàn. Cho đôi khi đăng ký rồi cái sáng ngày mai đau bụng đi bệnh viện nó cũng có. Nên phải thật đủ nhân viên mình mới đi được nha. Thưa quý vị, Giác Nhàn trở lại cái vấn đề đó là do lòng thành kính của mình mà cảm nên. Giống như Giác Nhàn vừa nói cái câu chuyện cô này cổ quá là cung kính Tam Bảo, nhất là tỉnh Thất Quan Âm. Và hiện tại cổ ở bên Phú Quốc, sáng nay cổ cũng online, cổ xem trực tiếp á. Trong lòng cứ để dành tiền để thỉnh quý thầy qua, mà nghĩ làm sao mà khi nào đủ tiền để thỉnh. Mà Giác Nhàn nghĩ trong cái lúc này thì chỉ có lên tỉnh Thất và về lại chùa Vĩnh Nghiêm với đi phóng sanh thôi, chứ cũng chưa có muốn đi giảng nước ngoài và chưa đi giảng chùa nào cả. Bởi vì đọc đến văn sao thì muốn để bế quan tịnh tu, dành thời gian để mà mình hành trì văn sao và nghiên cứu văn sao lâu ngày thì nó có một cái hiệu quả mới cao. Chứ còn nếu mình đi hoài, cái thời gian không có để hàm dưỡng công phu đó, khi bắt đầu mình nói ra nó không có cái chất pháp hỷ, nó không có cái chất pháp lạc trong đó, cho nên người ta nghe người ta thấy nó chán tai. Hồi nãy giờ có chán tai không ạ? Muốn lợi ích thật sự nơi Phật Pháp, lợi ích thật sự là được như cái gì? Lòng từ mình phát sanh, trí tuệ của mình tăng trưởng, đó là cái lợi ích thực sự của Phật Pháp. Lắng nghe kỹ này nghe. Sự nghiệp
của đời người đó là trí huệ. Cho nên mới nói rằng là gì? Sự nghiệp của con người nếu không có trí huệ là sống trong sự si mê lầm lạc. Cho nên cái trí huệ này nó phát sanh từ nơi lòng thành kính đối với pháp bảo. Nếu mình đọc văn sao pháp bảo của Ấn Tổ mà không có lòng thành, một thời gian nó sẽ chán ngán. Và có những người đọc văn sao của Ấn Tổ mới lần đầu thích thú, trong đèn đọc suốt đêm, đọc xong hết rồi chán ngán, đâu thấy có gì trong đó đâu, cứ trả lời cho những người hỏi nó có dính líu gì mình đâu. Cho nên thành ra lợi ích nơi Phật pháp đó là duy tệ thị nghiệp. Duy chỉ có trí tuệ là sự nghiệp lớn lao của Phật tử, hàng xuất gia cũng như là tại gia. Cho nên trong này mới nói cái lợi ích, mà khi mình đọc qua lợi ích mà không biết lợi ích gì. Thành kính đọc văn sao, từ từ lâu ngày chuyển nghiệp, do tâm mình chuyên chú nơi văn sao, rồi từ nơi cái tâm chuyên chú đó nó khởi lên được lòng thành kính chuyển nghiệp, mà nghiệp tiêu trí rạng, khai minh tâm địa. Cho nên muốn lợi ích thực sự trong Phật pháp thì phải từ nơi tâm chân thành cung kính đọc văn sao. Bao lâu có? Chắc là có thể tuần sau nữa. Tuần tới này thì chưa in xong, tuần sau nữa sẽ tặng cho một người một bộ văn sao, gia bảo gói đầu giường mang về. Đọc cái mẫu chuyện nào hay rồi để dành đó, khi gia đình hài hòa vui vẻ, đọc cho họ nghe cái lời của Tổ lọt vô trong cái tâm của họ. Lâu ngày chạy tháng, tâm phàm chuyển thành tâm thánh. Chắc chắn là như vậy. Có những người đã đạt được như vậy. Vì vậy hiện tại những người ở khắp nơi trên thế giới, như bên Mỹ, Úc, Canada, Đức vân vân, chắc là không về lấy được bộ văn sao này, không được về thỉnh được bộ văn sao. Dĩ nhiên bộ văn sao này là tặng miễn phí rồi đó. Thì ngay trên trang web Vô Lượng Thọ đã có sẵn văn sao Tam Biên, Tục Biên, Chánh Biên và cái cuốn Bảo Thân Chiết Dục, Tiết Dục, có đủ trên đó hết. Mình mở máy vi tính ra là mình thấy liền, ngồi đọc. Đọc thấy lá thư này hay quá, lá thư này hay quá, copy lưu lại, gửi cho anh em bạn bè của mình, gửi qua email. Đây là một hình thức bố thí pháp thù thắng vô cùng. Hôm qua có một cô Phật tử, cô nhắn tin về, cô kêu hồi trước giờ không biết văn sao là gì. Lúc năm 2013 chỉ có thấy thầy giới thiệu về Gia Ngôn Lục, Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục. Con đọc vô thì cũng hiểu, nhưng mà hôm nay đọc đến văn sao là thấy hay vô cùng. Ấn Tổ nói cuộc đời của Ngài trong đó, rồi dạy từng chút trong gia đình làm sao. Nhất là những người phụ nữ, giáo dục cho con cái, người phụ nữ đóng vai quan trọng, nhất là dạy về con gái. Ngài nhắc tới nhắc lui, vì con gái thay chồng dạy con để trở thành nhân chi mỹ, thành thánh, thành hiền, thành những người tốt trong xã hội là từ người mẹ. Ngài nhắc đi nhắc lại điều này. Mà lạ, có nhiều người khi người ta đọc vào văn sao lâu ngày, tự nhiên cái lòng của họ khởi lên cung kính, và cung kính đến cái mức độ nằm mơ thấy Ấn Tổ đến khai thị. Gửi lá thư về nói với Ấn Tổ, đêm hôm trước con nằm mơ con thấy Ấn Tổ đến khai thị. Ngài nói rằng do tấm lòng con chân thật cung kính, cho nên Bồ Tát Long Thần Hộ Pháp chư Phật gọi là ứng hiện để giáo hóa con, chớ quan. Ngài hay dùng từ là chớ quan làm gì có khả năng như vậy. Ngài từ chối cái đó liền. Chứ đôi khi gặp mình cái là cái ngã mình lên kêu ừ, coi như là thầy có thần thông, hồi tối thầy đến thầy khai thị cho con á. Ngài không bao giờ có một cái lời nói như vậy, mà lúc nào Ngài cũng hạ mình cung kính và đem cái tâm gọi rằng là chân thật để đối đãi với mọi người.
Cho nên cái lối dạy của Ngài là để cho cư sĩ tại gia và xuất gia, cái bộ sách nó trọn vẹn. Có những bộ sách chỉ giáo dục về những vị gọi rằng là những pháp môn tu cho những người họ tu nó quá cao siêu. Còn riêng cái bộ sách này giáo dục cho con người mà nhầm cái vào cái gốc là lập thân, giáo dục nơi ngay nơi gia đình của mình. Vì vậy cho nên thành ra cái sự nghiệp lớn nhất của đời người mà trong thường những cái bản người ta hay để gọi là di tệ thị nghiệp, muốn được lợi ích thực sự trong Phật Pháp thì con người này phải có trí tuệ. Ngoài cái việc mình nghiên cứu, mình đọc văn sao rồi mình khởi tâm niệm ấn tống cho đọc ra sách. Hôm qua cho đọc ra sách MP3 chưa đủ, bây giờ phải chuyển qua MP4 để mình bỏ lên YouTube đưa đi các nơi họ phát tán. Họ đọc rồi họ thấy trong gia đình của họ giống như trong lá thư đó, và trong cái lá thư đó tháo gỡ cho họ những điều khúc mắc. Trên Ấn Tổ mới nói là đọc kỹ vào trong văn sao thì tất cả những điều khúc mắc đều được tháo gỡ. Lắng nghe nghe. Và hành theo những vì trong văn sao đã nói thì cũng là người trong liên trì hải hội. Nghe câu này thấy nó yên tâm liền. Cho nên hôm nay có một số về nghe ổ. Sao thầy Nhàn giới thiệu văn sao quá, từ tuần trước đến tuần này mà chưa thấy bộ văn sao ra sao. Thì giờ là do in chưa xong, cho nên thành ra tuần chủ nhật tới thì chắc Giang Nhàn đi xuống Sài Gòn phóng sanh thì không có giảng. Thì chủ nhật sau nữa đó là tặng văn sao cho quý vị ha. Dạ vâng. Chỉ có một phần thành kính thì có một phần phước huệ. Trong này nói là phần phước huệ tiêu một phần tội nghiệp. Có 10 phần thành kính thì tiêu 10 phần tội nghiệp, tăng 10 phần phước huệ. Bây giờ làm sao cho cái lòng thành kính nó khởi lên? Thì hôm trước có nói về cái vấn đề 10 cái điều cung kính khi đọc sách. Thì hôm trước giảng cái điều thứ nhất rồi, bây giờ nói đến điều thứ hai. Lúc sắp mở sách ra đọc tụng, trước hết phải nên phát tâm chí thành, thốt lên lời khẩn thiết, khen ngợi tác giả, vọng tâm cứu thế, vui mừng mình đã hữu duyên được đọc. Phát tâm chí thành. Ở bên Mỹ có cái chú này tên chú Quang, gia đình cũng nghèo. Khi ông nghe Giác Nhàn giảng về bộ kinh Vô Lượng Thọ, ông lạy một chữ một lạy. Lạy vừa hết bộ kinh Vô Lượng Thọ là năm 2015, có qua đó tổ chức pháp hội. Khi gặp một cái ông lạy dưới đất mà cung kính, mà chú này ông quan hỷ mà ông gặp được, kêu con lạy hết cái bộ kinh Vô Lượng Thọ này là mong thầy qua bên này để mà thầy mở pháp hội. Thì cái chú Quang này là hai vợ chồng coi như là cũng nghèo khổ, đi làm mướn vậy thôi, mà cái lòng thành kính đối với pháp bảo, cứ một chữ trong kinh Vô Lượng Thọ là một lạy, mà lạy tha thiết chân thật, mong rằng chỉ có một lần thầy Giác Nhàn đến Mỹ để mà giảng pháp tận mặt để ông thấy. Giờ ông gọi điện, ông bỏ tiền gì cũng không có thể mời được, mà chỉ có lạy kinh Vô Lượng Thọ thôi. Có nhiều người nói là trong lòng mình cung kính được rồi, chứ cần gì cái tướng để cung kính. Thì họ nói như vậy là chấp lý bỏ sự. Trong lòng mình là tấm lòng của mình chân thành rồi, nhưng mà bên ngoài thân tướng mình phải thể hiện là lạy Phật, lạy Pháp, lạy Tăng. Có nhiều người thành một cái bệnh hay nhớ chuyện xấu của tăng ni. Không biết ở trong này ai có không? Nếu có là bỏ, bỏ liền tức khắc. Dầu cho chư tăng đó phạm lỗi gì đi nữa, gây trở ngại với mình gì đi nữa, phải giữ lòng thành, không tán thán, gọi là nhất giả lễ kính chư Phật. Tất cả chư Phật, tất cả chúng sanh đều lễ kính. Mà nhị giả xưng tán Như Lai thì người đó trở thành Như Lai đáng tán thán, mình mới đáng tán thán. Còn không đáng tán thán mình phải cung kính họ.
Kể cho quý vị nghe cái mẫu chuyện. Thì có một con cọp, nó quý kính Chư Tăng. Mà ông cọp này là tiền thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Bởi vì trong cái cuốn Tiền Thân Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của Hòa Thượng Minh Châu dịch có 4 cuốn, nói về cái thân đời trước của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, làm heo, làm gà, làm vịt, làm bò, làm đủ loại súc sanh. Có một đời Ngài làm cọp, mà Ngài quý kính Chư Tăng. Chư Tăng khi vô rừng là cọp này tới gần nằm, coi như là không có thể hiện một cách gọi là dữ tợn để vồ vập. Thì cái ông thợ săn đó, ông mới lợi dụng, ông mặc cái y của Chư Tăng vô, và ông cũng ngồi đó, ông làm một cái hầm để ông bẫy. Ông cọp đi theo con đường đó, nó rớt xuống cái hầm. Nhưng mà cái sức của ông cọp này có thể ông nhảy lên và ông vồ chết cái ông thợ săn này. Nhưng mà khi mà thấy sụp hầm như vậy rồi đó, ông cọp này ông nhìn thấy, ông biết đây là thợ săn và mạo danh Chư Tăng để mà làm cái bẫy để mà cái ông cọp này ông chết. Ông biết, ông cọp ông biết như vậy, nhưng mà ông không có dám hủy hoại đến cái hình tướng của Tăng. Tuy rằng ông này là ông thợ săn lập mưu kế mạo danh mặc cái y của Chư Tăng để mà gài bẫy cho ông cọp này ông chết. Mà cái khả năng ông cọp này có thể ông vồ chết cái ông thợ săn này, nhưng mà sợ ảnh hưởng đến cái hình tướng của Chư Tăng, mà ông cọp đành phải chết. Là giữ lòng thành kính với cái hình thức là cái hình thức, là cái hình tướng của Chư Tăng, chứ ông này không phải thực sự là một vị Tăng. Thì ý muốn nói cái mẫu chuyện cho quý vị biết là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhiều đời đã giữ lòng thành là cung kính, dầu cho đó người ác, người thợ săn, Ngài là một ông cọp, mà Ngài vẫn gì? Ngài vẫn giữ lòng thành cung kính cái người đó. Vì vậy cho nên hôm nay mình về lại nhà, nghe theo lời Ấn Tổ, cung kính ông chồng, cung kính cha mẹ. Nhất là ông chồng, ông đi đâu mệt về cái tối, cái mình lấy nước ấm bỏ muối vô, giả gừng để trong đó, mời ông xuống ngồi lên cái ghế nệm êm, cái bắt đầu là cho ông rửa chân, không bóp chân đồ này nọ, hỏi anh bữa nay anh thấy thoải mái không anh? Làm được không? Bữa Thượng Tọa Thanh Phong đi lên đây, chân nhàng nói thôi Thượng Tọa nghỉ lại con một đêm, rồi con lấy nước gừng rồi cho Thượng Tọa ngâm chân, rồi con coi như là làm cho Thượng Tọa lì lát thoải mái được một chút. Ông kêu úi rồi ông làm thế tôi tổn phước chết. Không, thực sự muốn làm như vậy, rất là muốn làm như vậy. Thì khi đến rằm tháng 7 hoặc lâu lâu mình về lại thăm nhà, gặp cha gặp mẹ mình còn á, nếu cha mẹ mình mất, thờ Phật, thờ trên gần cái bàn Phật, thì mình đi về mình nhớ mình mua một bình hoa, một dĩa trái cây cúng Phật, cúng thêm cho mẹ, mua một dĩa trái cây với một bình bông để cúng trên bàn thờ của mẹ mình. Rồi lễ Phật xong rồi mình đến để mình lễ mẹ mình. Tuy rằng mẹ mình không có đó, nhưng mà mình thể hiện một cái lòng hiếu. Mình nói con có những cái điều sai đối với chồng với con không chân thật. Đó là những cái điều mà con bất hiếu với mẹ, tuy rằng mẹ đã về ở nơi chính suối. Nhưng hôm trước chắc nhàn về lại rồi, đến bàn thờ của ông bà cụ, thắp nhang và xá ông bà cụ, có tấm lòng cung kính, tuy rằng cha mẹ mình mất. Khi cha mẹ mình còn, đó là một cơ hội khi về lại giữ lòng thành. Mua trái cây, mua gạo ngon, rồi mình mua thức ăn ngon, rồi mình lấy nước, mình ngâm chân. Thường và Thượng đề xướng cái cách để mà mình ngâm chân ban đêm, buổi tối nước ấm, nước gừng đó, thì mình ngủ rất là ngon và tuổi thọ sẽ kéo dài. Có cái dịp nào đó về mình giữ lòng thành cung kính, thể hiện bằng cái hành động với cha mẹ. Vì vậy cho nên hôm nay Giác Nhàn muốn các vị Phật tử mình nên áp dụng để thực hành, chứ không có phải mình chỉ nghe qua lý thuyết nữa. Thì khi mình đọc sách, mình nên mặc áo tràng. Nếu không mặc áo tràng thì mình phải rửa tay, súc miệng sạch sẽ. Rồi nhất là người mà mình ăn chay đó, thì khi mình đọc sách của tổ, mình đọc kinh đó, thì cái sức mà gia trì cảm ứng nó lớn hơn là ăn mặn. Tuy nhiên mình ăn mặn, mình vẫn đọc sách, mình vẫn niệm Phật,
mình vẫn tụng kinh, chứ không phải là ăn mặn, mình không có tụng kinh, không đọc sách. Nhưng mà cái lòng của mình để nó chuyển cái nghiệp sát sanh á, gián tiếp mà ăn thịt chúng sanh á, nó chưa có đủ cái lòng thành để cho cái lời Ấn Tổ để chuyển cái nghiệp mình. Cho nên thành ra trong lời của Ấn Tổ, trong lời khai thị của Ấn Tổ, hầu như Ấn Tổ gặp ai là Ngài hỏi ăn chay chưa. Nếu chưa ăn chay thì ăn chay kỳ. Nếu ăn chay kỳ được thì Ấn Tổ kêu là nên ăn chay trường. Có ông đó ông nói con ăn chay trường không được, con làm phước, con làm thiện, con niệm Phật được, con ăn chay không được. Thì Ấn Tổ nói về đọc cái lá thư số mấy, vẫn nhàn quên rồi, đọc đi đọc lại nhiều lần đi ông ăn chay được. Thì ông nghe theo lời Ấn Tổ, ông về ông đọc hoài, chắc cũng mấy chục lần, xong ông gửi thư đến ông nói cảm niệm cái ân đức của Ấn Tổ, con đọc thư của Ngài bữa nay con ăn chay trường được rồi. Thì trong cái lời dạy của Ấn Tổ nó có một cái sức chuyển nghiệp, nhưng mà mình phải giữ lòng thành kính thì nó mới có cái sức được chuyển nghiệp. Vậy cho nên thành ra mình nhận được bộ Văn Sao, đó là một bộ sách quý hơn một rương vàng nha. Vì một rương vàng đó để lại cho con cái, hôm trước Giáo Nhàn có nói đó, thì con cái mình nó cứ chú tâm nơi đó, mình chưa mất nó đã chia của rồi. Mà chia của đó là thế nào cũng có cái chuyện là người nhiều người ít, anh em bất hòa với nhau. Cho nên hôm lúc trước Giác Nhàn đề xướng là cha mẹ mất thì nhận phúng điếu, lấy tiền đó để đi làm phước. Nhưng bây giờ là thôi nhận, khỏi nhận phúng điếu nữa đi. Gia đình có bao nhiêu làm tâm bằng tấm lòng chân thật. Còn nếu nhận tiền phúng điếu nhiều quá rồi, cái anh em bắt đầu sanh lòng, lòng tham. Thôi làm ít ít chia nhau, anh em mình cũng nghèo mà. Có đồng tiền lên bắt đầu nó suy nghĩ khác. Có ngàn quý vị nha, có gia đình mà coi như có tiền của uy tín đồ giao thiệp với nhau rộng rãi đó mà. Khi người ta tới người ta thù tạc một cái đám ma xong được mấy trăm triệu. Thì có những người trong gia đình rất là tốt, người ta nói là phải lấy cái đồng tiền này đi in kinh phóng sanh làm phước, có thể họ bỏ tiền họ ra làm. Nhưng mà có một số người trong gia đình nói cái đây là phóng điếu nhờ cái lộc của mẹ, thôi mình lấy cái lộc này mình xài đi. Thì như vậy hôm nay là Giác Nhàn kêu thôi khỏi nhận phóng điếu đi, anh em có bao nhiêu làm bao nhiêu. Chứ hồi trước là đề xướng phóng điếu á, nhận của phóng điếu á. Vì vậy cho nên cái gia đình của mình nếu mà thực sự đọc lời của Văn Sao Ấn Tổ rồi, một thời gian gia đình mình sẽ an hòa an bình, vì mình lấy lòng thành để mà đối đãi với nhau. Thốt lên lời khẩn thiết, gặp được bộ sách là mình thốt lên cái lời khẩn thiết là khẩn cầu tha thiết. Vì cái lời sách này tác giả đã vận tâm đem cái lời dạy để cứu thế gian. Trong này gọi là vận tâm cứu thế. Chỉ có Phật Pháp mới có thể giúp ích cho thế gian bỏ ác làm lành. Không có Phật Pháp không cách nào làm được. Không nói đến cái nhân quả để mình hiểu, không tin được nhân quả, cho nên thế gian vẫn chìm trong cái sự đau khổ. Hôm nay mà Phật tử về đây nghe một thời thuyết pháp tụng kinh ăn chay không phải dễ đâu nghe. Ngay nơi cái ăn chay đó thôi, có nhiều người họ ăn rồi họ thấy lạc lẽo, sanh lòng sợ hãi, thiếu dinh dưỡng. Có thịt vô nó mới có dinh dưỡng được. Thì cái căn lành của người này không có. Còn hôm nay mình vô đây mình ăn chay. Hôm qua đi lên thấy các cụ ở khu chuyên tu, bà cụ 86 tuổi, có mấy cụ ăn một bát cơm thiệt bự vậy nè. Giác Nhàn nói Giác Nhàn cũng ăn không lại mấy cụ nữa. Hỏi ăn ngon, kêu dạ ngon lắm sư phụ ạ. Thì cái người này họ có căn lành, họ đã nuôi dưỡng được cái lòng từ nhiều đời rồi. Hôm nay họ gặp Phật Pháp cái ăn chay liền. Cái người họ đã có cái căn lành, họ phát triển, họ nghe phóng sanh cái họ hưởng ứng liền. Cái người này họ có căn lành, khi giới thiệu Văn Sao cái họ về họ đọc liền. Và họ đọc rồi bắt đầu họ giới thiệu cho bạn bè. Đó là bố thí pháp, trí tuệ phát sanh. Cho nên hôm nay Giác Nhàn lên nói làm sao, vận dụng làm sao
để đem cái bộ văn sao này để cứu vãn tình thế. Cứu vãn tình thế tức là làm sao cho gia đình của họ đọc được văn sao và có thể chuyển nghiệp được, gia đình được hạnh phúc an vui. Văn Nhàn có nói cái cô mà hồi nãy có kể câu chuyện mà ở dưới Vũng Tàu mà ông chồng ông dí ông quýnh chạy lên chùa mà khóc bù lu bù loa đó. Văn Nhàn nói nếu mà con về được hạnh phúc an vui, từ từ nếu mà ông chồng ông quan hỷ bữa nào dắt lên đây cho ông quy y luôn. Kêu úi rồi ông đó mà quy y cái gì. Có nghĩa là không tin cái khả năng của mình có thể về để mà giúp cho ông chồng, không có một cái vốn, chưa có được cái căn lành, chưa có đủ cái niềm tin. Cho nên thành ra là lúc nào cũng nghĩ họ xấu và họ là người xấu mãi mãi. Xong có khúc người có lúc, lúc đó là họ là ác nhân, nhưng mà họ vô tù xong rồi, ha, ra tù rồi họ trở thành hiền nhân. Bởi vì họ làm phúc đức, họ biết cải ác làm lành thì họ là hiền nhân. Cho nên nhân chi sơ tánh bổn thiện, cái ban sơ của cái thể tánh của mình nó là vốn thiện. Nhưng mà mình do mình gặp nhiều cái duyên ác đi, cho nên nó mất cái thiện lành, nó mất cái căn lành đó. Nhưng mà không phải là mất hẳn luôn đâu. Do cái ác này, cái duyên bất thiện này nó quá lớn, nó quá mạnh, cho nên mình lấn áp đi cái thiện lành, cái căn lành này. Thì bây giờ bắt đầu mình mới nuôi dưỡng nó lại. Nuôi dưỡng bằng cách hàng ngày đọc sách của Thánh Hiền, ra tay làm, bằng cách ăn chay phóng sanh, niệm Phật tụng kinh. Gặp được người, gặp người gặp nạn á, mình thấy người gặp nạn ra tay cứu mạng. Ra tay cứu mạng không những là giúp cho những chúng sanh đang lên dao lên thớt, mà gặp những con người đồng loại với mình gặp nạn ra tay cứu, hết lòng cứu. Thực sự mà nói, khi gặp những người khổ đau là mình thấy cái giáo dục gia đình họ không có. Cho nên nói nếu mà con về con nghe Giác Nhàn nói rồi mà về mà không có ăn chay, không có tu tập thì một thời gian nó sẽ sanh chuyện nữa. Bởi vì cái tâm phàm này nó vẫn là tâm phàm, rồi đem đi để đối đãi với ông chồng cũng là tâm phàm, thì hai cái tâm phàm này gặp nhau là có chuyện. Đúng không quý vị? Còn mình đem cái tâm thánh, cái tâm chân thật, chí thành cung kính đối đãi với nhau, họ có ác với mình như thế nào đi nữa, đá ngâm lâu nó cũng mềm, lòng chí thành cung kính đá vàng nó cũng phải nứt. Lời Ấn Tổ nói vậy. Điều mình không có được nung đúc cái lòng chí thành mình, nó đạt đến một cái điểm cao, cho nên mình bị trở ngại. Cho nên gặp được bộ sách hay, một cái là khẩn cầu tha thiết, dùng mọi cái cách làm sao để vận hành, để cho thế gian này người ta đọc được. Nãy giờ Giác Nhàn nói chắc là những người đang xem trực tiếp trên trang web, khi họ xem xong cái là họ có sách họ xem liền đó. Còn những người ở đây không có lên trang mạng được thì họ không có xem được, thì phải đợi vài bữa in cái bộ sách này ra, nằm đêm suy nghĩ vận hành để làm sao cái bộ sách của Ấn Tổ Tam Biên Tục Biên Tăng Quảng Chánh Biên này phải lưu hành, từng nhà ai cũng có văn sao để đọc. Không những mình đọc mà mình đọc cho gia đình mình nghe. Tối thay vì mình mở phim, mình mở truyền hình, mình mở hài kịch cho con cái, thì bây giờ mình mở văn sao ra cho con nghe. Lâu ngày bắt đầu nó nhiễm từ từ. Rồi mình đọc văn sao cho con nghe trước khi đi ngủ, đọc vài lá cho nó nghe. Lâu ngày cái tâm phàm nó bắt đầu chuyển. Còn hàng ngày tối đến ăn cơm bắt đầu mở phim ảnh đủ thứ ra, bắt đầu để mình xem. Cho nên giáo sư Phương Đông Mỹ ông nói cái việc mà để làm cho băng hoại cái nền đạo đức và không thể con người trở thành nhân đạo đức, thành thánh thành hiền, từ nơi những cái vấn đề mà họ xem những cái phim đòi trị con em nó hư. Cho nên Giác Nhàn muốn làm sao có một cái lớp học để dạy cho con em, cho đến bây giờ khoảng 12, 13 tuổi bắt đầu họ biết yêu đương, mang thai hết ráo à. Cái đó là họ không được giáo dục gia đình để bảo thân tiết dục, nên xảy ra cái tình trạng như vậy. Thành ra là những người nghe được cái tiếng nói này, sau khi Pháp hội 28 tháng 3 âm lịch đã bàn với Thượng tọa Thanh Phong rồi, mở một cái lớp học giáo dục con em
mà giáo dục vào cái vấn đề bảo thân tiết dục, lấy 210 cái lá thư của Ấn Tổ coi vào trong đó, bắt đầu giáo dục từ từ cho con em. Thì con em một đứa nó thành nhân chi mỹ rồi, cả gia đình đó được hạnh phúc an vui. Thưa quý vị, giờ giảng nhàn giảng đến đây, nhờ thầy Nhật Tánh đọc cái lá thư của Ấn Tổ về bảo thân tiết dục. Sau khi đọc lá thư này thì giảng nhàn sẽ nói thêm về cái bảo thân tiết dục. Quý vị lắng nghe cái lá thư này ha. Dạ vâng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Gượng với bạch trên chư tương hòa thượng, thượng tọa đại đức tăng ni. Kính thưa chư vị Phật tử, hôm nay vâng lời ân sư thượng giác Hai Nhàn chỉ dạy, Nhật Tánh con xin phép đọc những lá thư của Ấn Quang đại sư. Xin thành kính cúng dường chư đại chúng. A Di Đà Phật. Chích dẫn Ấn Quang đại sư văn sao bảo thân tiết dục pháp ngữ, lá thư số 25, thư gửi y sĩ Mã Tinh Tiều. Đức Phật là đại y vương, trị khắp các bệnh nơi thân và tâm của chúng sanh. Y sĩ trong thế gian chỉ trị được cái thân, dẫu cho y thuật cao siêu, xét đến kết quả thì chọn chẳng có ích gì cho thần thức của người bệnh ấy. Ông đã quy y Tam Bảo, phát Bồ Đề Tâm trị bệnh cho người, thì trong lúc trị thân bệnh hãy nên kèm vào cách trị tâm bệnh. Vì sao nói vậy? Phàm những bệnh ngặt nghèo nguy hiểm phần lớn là do sát nghiệp trong đời trước hay trong đời này tạo thành. Nhưng người có bệnh ắt phải đoạn tuyệt chuyện ăn nằm mới chống lành bệnh. Muốn giảm sát nghiệp trong đời trước hay trong đời hiện tại, phải kiên giết ăn chay, lại còn phải chí thành niệm Phật và niệm Quán Âm, ác bệnh sẽ được mau lành. Vừa vun bồi phước đức, vừa gieo thiện căn. Nếu là bệnh do oán nghiệp thì ngoài trừ cách này ra, chắc chắn khó thể lành bệnh. Người ấy và cha mẹ, vợ con trong nhà do gấp rút mong được lành bệnh, chưa chắc không chịu hành theo. Nếu chịu hành theo sẽ gieo được thiện căn suốt thế, từ đây sanh tâm chánh tín, sau này biết đâu do đây sẽ liệu sanh thoát tử, siêu phàm nhập thánh. Thì đối với người ấy, đối với ông đều có lợi ích lớn lao. Đối với chuyện đoạn dục, hãy nên coi đó là cách trọng yếu bậc nhất để trị bệnh. Bất luận nội chứng hay ngoại chứng, bệnh chưa được lành vẹn mười, muôn phần trở nên dính đến chuyện ăn nằm. Hễ nhiễm vào chuyện ăn nằm, bệnh nhẹ sẽ thành nặng, bệnh nặng có thể bị chết ngay, hoặc chẳng bị chết liền nhưng đã trở thành cá nhân ắt phải chết. Muốn chẳng bị chết cũng thật khó khăn lắm. Dẫu cho không chết, chắc là trở thành kẻ bẫy bớt tàn phế, chắc chắn khó thể giữ được sức khỏe. Chẳng biết là do chính mình chẳng khéo dưỡng sức, lại đổ hô y sĩ chẳng có bản lãnh thật sự. Bất luận nam hay nữ, đối với gái trinh và bà quá thì chẳng nên nói, còn những người khác thì không ngại gì. Điều nên thẳng thừng đánh gọn, nói rõ chuyện lợi hại để bệnh họ dễ được lành. Nhờ đấy cái danh của ông cũng được rạng rỡ. Thường là y sĩ chỉ biết trị bệnh, chẳng nói đến chuyện kiêng kỵ cho căn bệnh, huống là chịu dạy người ta sửa lỗi hướng thiện để vun đức tích phước ư? Đấy chính là tâm hành của kẻ bán hàng rong, chỉ mong cầu lợi ngoài đường ngoài chợ, chứ không phải là tâm hành cứu vớt người, khiến cho cõi đời đều được sống lâu. Huống hồ là có thể khiến cho người ta do bệnh tật sẽ được vô thượng lợi ích,
sống thì dự vào bậc thánh hiền, mất đi trở về cõi cực lạc ư? Cổ nhân nói: chẳng làm vị tề tướng giỏi thì làm thầy thuốc giỏi. Do vậy gọi vị y sĩ là đại quốc thủ. Trong thế gian, y sĩ danh phận đã cao tột bậc, nếu kiêm dùng Phật pháp nhờ vào đó để độ chúng sanh hành Bồ Tát đạo, thật là nghiệp quan trọng nhất trong hết thảy các nghiệp. Do có người trong khi bệnh hoạn được nghe một y sĩ chẳng chuyên cầu lời, có chỉ mong lời người phát bồ đề tâm bảo ban, ác có thể khiến cho bệnh được lành, thì tự mình chẳng thể sanh lòng chánh tín hành theo ức. Muốn gây đồng tin nơi người khác, trở nên tính toán bệnh nhân sẽ tà lệ bao nhiêu nhiều hay ít rồi sanh phân biệt. Nếu với kẻ giàu bèn tích cực chữa trị, với người nghèo chỉ đại bôi cho xong chuyện, lâu ngày người ta sẽ vì y sĩ hắm lời mà khinh thường. Dẫu có nói những câu lợi ích kẻ khác, người ta cũng chẳng tin theo. Lại hay nên gặp cha nói từ, gặp con nói hiếu, anh nhường em kính, chồng hòa vợ thuận, chủ nhân từ tới trung thành, và nhân quả báo ứng thấu suốt ba đời, quá khứ hiện tại vị lai, sanh tử luân hồi trong sáu nẻo. Có thể nói được với ai thì chẳng ai gì hữu ý vờ như vô ý nhàn đàm, khiến cho người nghe dần dần mở mang tâm địa, biết sanh tử luân hồi đáng sợ. May là có pháp để liệu sanh thoát tử, người làm được như vậy thì thật sự có thể gọi là dùng pháp thế gian để hành Phật pháp, dùng trị bệnh nơi thân để chữa trị nơi tâm. Nay hiện đang là tình thế hoạn nạn, thiên tai nhân họa thường xuyên giáng xuống. Bất luận gặp phải những tai ương hoạn nạn như nước, lửa, đạo binh, đổi kém, ung dịch, sâu rầy, châu chấu, hạn hán, lụt lội, oán gia đối đầu, vân vân, chí chịu chí thành khẩn thiết thường niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, chắc chắn có thể gặp dữ hóa lành, gặp nạn thành hên. Hơn nữa, nữ nhân khi sinh nở niệm Quán Thế Âm, chắc chắn sẽ an nhiên sinh nở, không bị đau khổ. Dù đã lâu chưa sinh được, sắp chết, nếu chịu niệm thì sẽ lập tức sinh được. Phải niệm ra tiếng, chớ nên niệm thầm trong tâm. Do lúc ấy cần phải dùng sức để đẩy đứa con ra, nếu niệm thầm ắt sẽ bị tổn thương thành bình. Những người săn sóc xung quanh cũng niệm thay cho người ấy. Những người trong nhà không ở trong phòng sanh cũng nên niệm dùm. Bất luận ở trong phòng sanh hay ở ngoài, hễ niệm đều có lợi ích. Lúc bình thường khi ngủ nghỉ và áo mũ không chỉnh tề, và chưa rửa ráy súc miệng, tắm gội, tiêu tiểu, đến chỗ không sạch sẽ, đều nên niệm thầm. Niệm thầm công đức vẫn giống hệt như niệm ra tiếng. Niệm ra tiếng trong những lúc ấy, tại những nơi ấy không hợp nghi thức, chứ hoàn toàn chẳng phải là không thể niệm. Người đời vô tri coi chuyện này là chuyện đáng sợ. Dẫu bình thường là người có tín tâm, cũng chẳng dám dạy người khác niệm, cho là lỗ lồ bất tịnh, hễ niệm sẽ bị tội. Chẳng biết lúc ấy liên quan đến tánh mạng của cả mẹ lẫn con. Bồ Tát chỉ chuyên chú độ sanh, lúc ấy chỉ dốc lòng thành, lỗ lồ bất tịnh chính là chuyện bất đắc dĩ, không thể so với chuyện cố ý không cung kính làm ra như vậy. Chịu niệm thì đứa con liền sanh, chẳng những không có tội lỗi mà còn làm cho cả mẹ lẫn con cùng gieo thiện căn. Điều này thấy từ kinh Dược Sư chứ không phải là quan bị truyền. Nếu lúc bình thường cần phải hết sức kiên thành thật sạch sẽ, chẳng thể dẫn lúc sinh đời ấy để làm lệ được, khinh mạng bất kính thì tội lỗi ngập trời. Phàm những ai là người niệm Phật đều không biết chuyện này. Trước kia
quan chẳng nhắc đến sự sai lầm trong tập tục, nữa cho nên trộn văn sau hoàn toàn chẳng nhắc tới. Về sau, do hiểu sâu xa nên thường đối với hết thảy mọi người, những kẻ y theo không một ai chẳng được hiệu nghiệm ngay. Đây là một đầu mối để lợi người vậy. Lá thư số 37, lời tựa tái bản Hải Thiên Sách Đạt Sanh và Phước Ấu, năm Dân Quốc 18, 1929. Kẻ khéo trị bệnh sẽ trị từ lúc bệnh chưa phát, sẽ được lợi ích sâu xa mà chẳng tốn kém. Vì thế nói, đạt đến yên ổn khi chưa loạn, bảo vệ đất nước khi chưa nguy. Như vậy là đã không có cái gọi là bệnh, thì đâu cần phải chi nữa. Tuy nhiên, người làm được như vậy có mấy ai? Con người sống trong thế gian chỉ có sống và chết là quan trọng nhất. Nếu chẳng hiểu thấu đạo ấy, thì khi sanh nở rất có thể mẹ đứng con cùng chết. Dẫu cho chẳng chết, cũng bị oan uổng chịu đủ mọi thống khổ. Trong khi chết, chắc vạn phần may lại được sống, thật đáng thương xót quá. Cư sĩ Cước Trai đặc biệt soạn ra Đạt Sanh Thiên để chỉ rõ sáng nạn trong thế gian. Phần nhiều do tưởng lầm những cơn đau bụng quặn lên là vì sắp sanh. Đến nỗi sanh ra đủ mọi hiểm nạn như sanh ngang, sanh ngược, vân vân. Đấy là một điều quan hệ lớn lao khi sanh nở. Lại nói, dưỡng thai bằng cách tuyệt dục, đấy là ý nghĩa bậc nhất. Vì thế, tâm pháp đầu tiên để dưỡng thai là phải kiêng ăn nằm. Thiên sách ấy, hễ vợ có thai rồi thì phải hết sức kiêng ăn nằm. Đấy là lý do vì sao người xưa hễ có thai bèn ở phòng khác, chẳng ngủ chung với nhau nữa vì sợ dấy lên dục niệm. Nói chung, trước khi thai được 3 tháng mà phạm chuyện cấm kỵ ấy, thì do dục niệm dấy lên, tử cung lại bị mở ra, rất dễ bị nguy cơ chảy máu động thai. Sau khi thai đã được 3 tháng mà phạm lỗi ấy, thì bọt thai sẽ dậy khó sanh. Phải biết lửa dục làm tổn thương thai, đến nỗi những chất như bận lắng đồng. Hơn nữa, những đứa nhỏ thân có chất như màu trắng, đậu mùa, ghẹ chốc, khó chữa lành được, đều là vì cha mẹ chẳng cẩn thận. Đấy chính là điều có quan hệ lớn lao lúc mới thọ thai vậy. Nếu biết mối quan hệ giữa chuyện thọ thai và sanh nở, thì hễ sanh nở chẳng bị các nguy cơ sảy thai hay khó sanh. Mà con cái sanh ra đều có thể chất mỏng mịn, tánh tình dịu dàng, hiền lành, đã ít bị lên sởi, lên đầu, vân vân, lại sống lâu, mạnh khỏe. Nếu con người sẵn biết những nghĩa này, thân tâm ắt sẽ yên vui, con cháu hiền thiện, gia tộc tiếng tâm rạng rỡ, hữu ích cho xã hội. Đấy gọi là trị bệnh phải trị từ lúc chưa có bệnh, mà cũng bao gồm những lợi ích thù thắng như đạt đến yên ổn từ lúc chưa loạn, bảo vệ đất nước khi chưa nguy ngập. Vì thế nói rằng cuốn sách này cũng quan trọng lắm. Ông Trương Thiện Trưng ở Duy Dương, do mẹ là phu nhân họ Lưu qua đời lúc tuổi còn rất bé, chưa thể phụng dưỡng Ngọc Bùi trong thổ sanh tiền, muốn vì báo đáp mẹ sẽ khiến cho hết thảy những người làm mẹ và những kẻ làm con đều được hưởng thụ lợi ích yên vui trường thọ, bèn phá tâm ứng hành 40.000 cuốn sách này để tặng hết thảy những ai hữu duyên, khiến cho họ đều biết cách trị bệnh từ lúc chưa bệnh và cách trị khi đang bị bệnh, ngõ hầu chẳng đến nỗi bị đau khổ trong khi sanh nở và mang nỗi lo sanh con nhưng chẳng nuôi lớn được. Hơn nữa, từ xưa đến nay, những đứa mắc chứng kinh phong lâu ngày, 10 đứa hết 9 bị chết rất nguy hiểm. Nhưng y theo thiên sách Phước Ấu do tiên sinh Trang Nhất Quỳ biên soạn để trị, thì 10 đứa sống được cả 10. Quả thật là cuốn sách quan trọng nhất về bệnh tật trẻ nhỏ, cũng nên in kèm vào cuối sách để được lưu truyền rộng rãi. Nhưng đấy, bèn cho đánh máy thành 4 bản,
để những người sau này muốn tạo phước lệ cho người khác sẽ ấn loát thuận tiền. Hơn nữa, cá nhân gần của tai biến khi sanh nở đã được trình bày như trên rồi. Nếu bằng về cá nhân xa là phần nhiều do sát nghiệp trong đời trước hay trong đời này chiêu cảm. Nếu con gái từ lúc thơ ấu thường hiệm thánh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật và Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát sẽ tự tiêu trừ được sát nghiệp trong đời trước và đời này. Hễ sát nghiệp tiêu thì sanh nở sẽ chẳng bị oán gia gây chướng ngại chẳng sanh được. Đấy cũng là một cách chỉ sẵn trước khi chưa bệnh, hoặc nếu có kẻ chưa được nghe Phật Pháp nhưng tới lúc sanh nở nếu chẳng sanh được ngay, hãy nên dạy sáng phụ và những kẻ thân thuộc chăm sóc bên cạnh, đều dùng tâm trí thành niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, thì tất cả những oán gia đời trước gây chướng ngại khiến cho sản phụ chẳng thể sanh vừa được nghe danh hiệu Bồ Tát sẽ do oai đức thần lực của Bồ Tát mà liền tránh xa, chẳng dám quấy rối nữa. Có kẻ nói đang sanh nở lõ lò bất tình, niệm danh hiệu Bồ Tát chắc sẽ mắc tội khinh nhờn. Đấy chính là đem tình kiến phàm phu để làm lạc suy đường tâm hành của Bồ Tát. Chẳng biết đấy là lúc liên quan đến tánh mạng, chẳng thể đem lúc bình thường chọn chuẩn bị bệnh khổ để bàn luận. Ví như con cái té vào nước lửa, gọi cha mẹ cầu cứu, cha mẹ nghe theo liền đến cứu ngay. Chọn chẳng vì đứa con áo mũ không chỉnh tề, thân thể chẳng sạch sẽ mà chẳng chịu cứu giúp. Một đệ tử của tôi mấy năm trước ở Tứ Xuyên đến nhà một người bạn, nghe người vợ bạn kêu gào rất thương tâm, nhân đó hỏi thăm duyên cớ. Người bạn đáp: vợ đã hai ngày không sanh con ra được, sợ chẳng giữ được tánh mạng. Ông ta nói: hãy gấp bảo sản phụ niệm thánh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, còn ông ở ngoài giếng trời đốt hương quỳ niệm, đảm bảo sẽ sanh ngay. Người ấy liền nói với vợ lại còn tự niệm. Chẳng mấy chốc liền sanh ra đứa nhỏ mà người vợ chẳng chưa hay. Đến khi nghe con khóc mới biết đã sanh rồi. Người vợ kể, khi trước lúc sắp sanh, thấy một người dùng vải chèn kín phần dưới thân thể nên không sanh được. Đến khi niệm thánh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, thấy vải tuột ra nên sanh rồi mà vẫn không biết. Nghe con khóc mới biết là con đã sanh. Cổ nhân nói: chết sống cùng lưỡng lao thay, chẳng đáng buồn ư? Pháp môn tịnh độ đặc biệt lập ra cho lúc chết và sau khi chết đi, thần hồn sẽ siêu sanh tịnh độ. Sách này lập ra cho khi sắp sanh và những cách bảo vệ, che chở sau khi đã sanh. Nguyện khắp những bậc nhân từ quân tử lần lượt lưu truyền, ngõ hầu nhà nào cũng có một bản, cùng nhau dốc sức vun bồi đức, tiết dục, thì những điều đã được nói trong sách này sẽ đều chẳng cần đến nữa. Và ý niệm của tiền nhân lưu thông và ôn thiện chân in tặng, cũng như ý Bất Huệ trình bày hai mối quan hệ, mới chọn chẳng còn tiếc nuối nữa. Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, lá thư của ông tổ đến đây là kết thúc. Dạ, A Di Đà Phật, cảm niệm tấm lòng chân thành của Đại Đức Nhật Tánh, vọng tâm chân thật đã đọc lá thư. Không biết quý vị nghe cái cảm xúc như thế nào, nhưng riêng Giác Nhàn thì trong bao nhiêu tháng qua đọc văn sao của Ấn Tổ và mong một ngày để mà đem cái bộ văn sao này trao truyền cho mọi người khắp nơi trên thế giới. Vì cái bộ sách này nó quan trọng, cho nên Hòa Thượng Tịnh Không đến Đài Trung học 5 năm sau, rồi Ngài Lý Bỉnh Nam mới lấy cái bộ văn sao này đưa cho Hòa Thượng Tịnh Không. Vì sao mà phải 5 năm sau mới đưa? Vì để cho Hòa Thượng Tịnh Không có một cái kết duyên với pháp môn tịnh độ và kết duyên với cái hành trì văn sao của Ngài Lý Bỉnh Nam đủ sức tin rồi, bắt đầu Ngài mới đưa cái bộ văn sao. Chứ vô đưa liền sợ không có hiểu, không đủ sức tin. Cho nên dũng ý của Ngài nói 5 năm sau tôi mới giới thiệu ông một vị thầy khác.
Thì 5 năm sau, Ngài Lý Bỉnh Nam mới đưa cái bộ văn sao này cho Hòa Thượng Tịnh Không. Vì vậy hôm nay Giác Nhàn cứ đắn đo suy nghĩ, không biết những người tại tịnh thất Quan Âm, quý thầy, quý chú, quý sư cô, quý Phật tử, cũng như những người đang xem trực tiếp, không biết rằng họ có giữ được cái lòng thành kính, quý kính, vận tâm thù thắng để khen ngợi cái bộ văn sao hay không. Sợ họ chưa đủ duyên và họ đọc một cách hời hợt, luống bỏ qua đi thì thực sự là uổng lắm. Vì trong tất cả các vị tổ và những bộ sách Giác Nhàn được xem qua, xem cái bộ sách này thì thấy rằng đây là một bộ sách coi như là của báu truyền đời, để lại trong gia đình của mình. Con em cháu chắc về sau đọc vào cái bộ này, nó trở thành thánh thành hiền. Cho đến ngay nơi Ngài Lý Bỉnh Nam quý trọng cái bộ sách này, để phải 5 năm sau mới giới thiệu cho Hòa Thượng Tịnh Không. Rồi trong lòng Giác Nhàn cứ đắn đo, không biết mình đem ra giới thiệu cho chư Tôn Đức Tăng Ni và Phật tử, họ có một cái lòng cung kính và quý kính, xem đây là một bộ sách gia bảo ở trong gia đình mình hay không. Thì thôi, cũng là tùy duyên. Vì ở trong này mới nói rằng, khi đọc được một bộ sách hay, phải tìm mọi cách để lưu truyền cho mọi người biết đến. Cho nên hôm nay Thầy Nhật Tánh đọc hai cái lá thư này, Giác Nhàn muốn nhấn mạnh. Bước đầu đọc mình thấy nghe nó hời hợt, mình đọc mình chưa có cảm xúc gì nhiều, cố gắng đọc. Đọc một thời gian, cái lòng thành kính mình nó phát khởi, cái tâm của mình bắt đầu nó mới từ từ bước đầu dùng sách này để nhiếp tâm. Rồi sau dùng tâm mình chuyển nghiệp, khi đọc sách là mình dùng tâm để chuyển nghiệp, rồi tiến tới nữa là mình thực hành những gì trong sách nói. Cái cách đọc sách của Ấn Tổ là như thế. Chứ đừng có đọc một loạt qua xong rồi thấy không còn hứng thú nữa, trong đèn đọc suốt đêm không còn hứng thú nữa, thì cái này nó không có hữu ích. Cho nên bữa nay giới thiệu trước vài tuần, những người nào có nhân duyên gặp được bộ văn sao này đem về đọc. Hãy nói sơ về cái việc phóng sanh một chút. Ấn Tổ khen ngợi những người đào ao thả cá và viết ra những cái bài ký về vấn đề đào ao thả cá rất hay. Bữa nào có dịp đọc những cái bài ký này. Thì bây giờ mình không có điều kiện để đào ao thả cá, thì sẵn cái sông Sài Gòn nó có thuyền sẵn luôn rồi. Rồi người ta bán cá sẵn với chợ Bình Điền rồi, chỉ là mình khởi niệm kết duyên để mình phóng sanh. Nhưng mà mình khởi niệm để kết duyên với Phật tử mà hưởng ứng đi phóng sanh 500 người không phải là dễ. Chứ còn nếu mà làm lễ phóng sanh mà chỉ có Giác Nhàn với lại mấy thầy mấy chú lỏng chỏng trên cái chiếc thuyền 500 người thì thôi, biết là cái duyên của mình phóng sanh nó chưa sâu dày. Mà sao mà khởi niệm lên thì hai chiếc thuyền 1.000 người đã đủ à. Nó 1.000 người vậy chứ mà trong ban tổ chức được nữa, thành ra là 1.200, cứ mỗi chuyến là 600 người. Thì trong lòng cảm niệm ân đức của Ấn Tổ vô vàng. Vì khi nghe Ngài nói đến kiên giết cứu mạng, bắt đầu làm. Làm trong 3 tháng nay rồi, tự nhiên cái duyên nó đưa đẩy. Nó đưa đẩy đến một cái việc là nhiều người được hưởng ứng phóng sanh, lên trên đó để tụng kinh niệm Phật, làm lễ phóng sanh cúng thí cho chắc các vị hương linh chết ở ngoài sông, ngoài hồ đó. Và không những là bao nhiêu người trong tỉnh thấp, mà những người ở các tỉnh họ được lên họ đi phóng sanh. Cho nên thành ra cái công đức phóng sanh này nó là sẽ trường thọ nghe quý vị. Trường thọ tức là thọ mạng mình kéo dài. Hồi nãy giờ ngồi đây tự nhiên nhìn xuống thấy một chú. Hôm trước Giác Nhàn ra chợ mua cá, lần đầu tiên đi phóng sanh là Giác Nhàn đích thân ra mua. Thì thấy chú này cũng gặp Giác Nhàn đi ra mua đồ, mua cá phóng sanh, thì trong người cũng nổi gai ốc hết. Rồi chân lông nó nổi lên. Ông kêu con muốn gặp thầy lắm. Con nghe qua đĩa nhiều, lúc trước gia đình con giết heo, bây giờ chuyển qua giết cá, một ngày không biết bao nhiêu con cá.
Anh đây có mặt ở đây hả? Lên đây gặp thầy chút xíu đi. coi như dám gan dạ bữa nay bước vô tỉnh thất là coi như là có cảnh lành rồi nha. Lên đây đứng gần thầy chút đi. Coi như khi xuống thì trực tiếp dắt nhàn mua cá của chú. Hồi trước giết heo nhiều lắm. Giết mấy năm ha? Dạ, hai mấy năm. Giết hăm mấy năm, giết heo hăm mấy năm. Nay làm cá mấy năm? Dạ, 7-8 năm. Làm cá 7-8 năm rồi. Ngày giết không bao nhiêu con? Dạ, mười mấy con. Heo hả? Ngày giết mười mấy con heo. Còn cá đợt này khoảng bao nhiêu con? 5-6 tạ. Một ngày giết khoảng 5-6 tạ cá. Thường mấy người này cái sát nghiệp họ lớn, họ không bao giờ dám bước vô chùa. Bởi vì họ vô một cái họ thấy cái mặc cảm với quý thầy mà nói về cái sát nghiệp thọ mạng ngắn á, họ sợ họ chịu không nổi. Nhưng mà chú này sao còn một cái căn lành, chú đảm đương hồi nãy giờ vô ngồi nghe hết một buổi giảng. À, quý vị quan hệ không ạ? Họ thượng tình không hay nói có một cái câu đó là lãng tử hồi đầu quý hơn vàng. Thì trong tình thế chú cũng rất là khó xử. Nếu mà bây giờ không giết một ngày 7-8 tạ cá thì không có đủ tiền để chi phí, phải không ạ? Dạ, thành ra là bữa nay chú lên trên này để mà nghe pháp, rồi ăn chay, tụng kinh, niệm Phật. Thì chắc nhàn tin tưởng cũng giống như là hai vợ chồng của cái vị mà tuần trước chắc nhàn kể ở dưới Bảo Lộc giết heo hăm mấy năm á, thì chắc chắn sẽ có cơ may để chuyển một nghề khác. Thì thôi hôm nay cũng có cái nhân duyên lên trên Tam Bảo, gặp được Phật Bảo, gặp được Pháp Bảo là hồi nãy giờ nghe văn sao ha. Gặp được Chư Tăng để nói Pháp cho mình nghe. Thì mình đối trước Tam Bảo cầu nguyện Chư Phật gia hộ để chuyển cái nghề này. À, chú này cũng có phước tướng chứ thường người ta giết sát sanh mấy chục năm này là nhìn giống như cái chú Thanh ở dưới Bà Rịa đó. Ở trong người chú cứ nổi cục đầy người hết trơn, đau đớn vô vàng. Trừ khi chú bỏ cái nghề đó chú chạy xe ôm á. Bây giờ chú cứ mua cá chú thả, chú nói bữa nào mà thả cá nhiều là chạy xe ôm đắt lắm, còn thả cá ít là chạy xe tê mô ế. Thành ra chú quý dắt nhàn là do chú học được cái pháp phóng sanh. Mà hôm bữa đi xuống mà thấy chú này ổng đập đầu cá, thấy mạnh tay mà thấy dạng dĩ lắm. Nhưng mà ổng kêu gì cái nghề cho nên chú phải làm. Thành ra lên trên này mà dám ngồi trong một cái đạo tràng để mà nghe một thời thuyết pháp cũng là căn lành còn không có gì. Hồi trước giết heo như vậy có thấy những cái trở ngại gì, gặp nạn khúc mắc gì trong cuộc sống? Dạ, A Di Đà Phật. Dạ, trong gia đình nhà con, sát sanh thì cha mẹ con bị làm ăn thất bại hết mười mấy năm, và tài sản làm lên bao nhiêu thì trôi dần hết, và cha mẹ phải tha phương lên đây làm ăn sinh nhiều nghề, nhưng mà rốt cuộc cũng phải về làm cá lại à? Hay gì đâu vợ? Ấn Tổ có nói là tâm này tạo nghiệp thì tâm này phải chuyển được nghiệp. Nếu tâm không chuyển được nghiệp thì nghiệp trói buộc lại tâm. Cho nên cái nghiệp sát này đối với gia đình quá lớn. Làm ăn bao nhiêu cũng thấp thoát, tha phương cầu thực, cuối cùng cũng phải trở về lại cái nghề sát nghiệp này. Dân nhàn tin tưởng mong rằng mỗi chủ nhật chú lên chú tu, chú hồi hướng ha. Và bây giờ vô cái nghiệp như vậy rồi thì mỗi lần sát nghiệp đó phải tha thiết niệm Quan Âm Bồ Tát cho nhiều đó, để Quan Âm Bồ Tát giúp cho mình chuyển nghiệp và đổi nghề ha quý vị ha. Hôm trước gặp chú lấy mấy bình bông chú cúng dường cho Tam Bảo. Dắt nhàn thương những người này lắm, bởi vì họ vô cái đường cùng, vô cái thế không biết nghề gì làm. Nếu mà về sau chú nói cha còn sức khỏe chạy xe ôm giống như chú Thanh. Chú Thanh đó, ông chạy xe ôm mà ông đủ sống.
Thôi hôm nay tỉnh thất Quan Âm của mình gọi rằng là chứa bao nhiêu tâm hồn chúng sanh tạo nghiệp về đây để giải nghiệp qua cái phương hướng mình nghe lại văn sao, nghe lời Giác Nhàn bằng tấm lòng chân thật chia sẻ, và giải nghiệp bằng cách tụng kinh niệm Phật, ăn chay, chỉ có phương pháp đó thôi. Cho nên không thể nào mình sát nghiệp lấy tiền đó đi cúng chùa để giải nghiệp. Phương pháp này không phải là tối ưu, mà phương pháp tối ưu là mình phải bớt lần lần sát sanh lại. Thay vì mình giết một ngày 8 tấn cá thì bây giờ mình làm khoảng 6 tấn, 5 tấn, xài bớt tiền lại, tiết kiệm lại. Lần lần cái từ từ nó còn 2 tấn, 3 tấn, cái là 1 tấn, cái là thôi, hết làm luôn. Phải giảm từ từ như vậy ha. Chứ giờ kêu bỏ cái rụp liền, họ không biết cái nghề gì họ làm hết. Nhưng mà thường những người này nếu mà không có cái tâm tha thiết chuyển nghiệp, cái lúc gần mất khổ đau lắm. Như hồi nãy quý vị đọc một cái, nghe đọc cái thư, đến nỗi mà oan nghiệp mà cái cô này sanh ra mà gặp một miếng vải chặn lại không cho sanh ra. Hiểu không? Oan nghiệp người ta làm chướng ngại cái sự sanh nở của mình. Cũng là nhiều đời nhiều kiếp mình hại họ đó, bây giờ đến họ hại lại. Mà nhờ niệm Quan Âm, cái thần lực Quan Âm gia trì cho nên nó giải được nghiệp. Miếng vải này nó buông ra thì đứa bé sanh ra hồi nào không hay, nghe tiếng khóc rồi mới biết là đứa bé sanh. Thì oan gia trái chủ họ đứng bên cạnh mình để họ báo oan. Cho nên hôm nay thì trong lòng Giác Nhàn cảm niệm cái ân đức của chư Tôn Đức Tăng Ni đã chịu khó trong 2 tiếng đồng hồ ngồi lắng nghe Giác Nhàn chia sẻ về văn sao của Ấm Tổ, và cảm niệm cái tâm chân thành của quý Phật tử bỏ thời gian quý báu về tại đây để chúng ta cộng tu một ngày và lắng nghe văn sao, nó hữu ích vô cùng. Và cảm niệm cái tấm lòng của quý Phật tử khắp nơi trên thế giới đang được online trực tiếp ở trên trang web vô lượng thọ.vn và trên cái app Vô Lượng Thọ TV. Cầu nguyện Hồng Ân Tam Bảo phóng ánh Ngọc Hào Quang gia hộ cho chư Tôn Đức Tăng Ni pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ, phát Bồ Đề tâm, lão thật niệm Phật để một đời này vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Đồng thời cầu nguyện Hồng Ân Tam Bảo gia hộ cho toàn thể quý Phật tử thân tâm an lạc, tật bệnh tiêu trừ, giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, ngăn dứt lòng tà, giữ gìn lòng thành, đừng làm các ác, vâng làm các thiện, kiên giết cứu mạng, ăn chay niệm Phật, hồi hướng vãng sanh thế giới Cực Lạc, dùng để tự hành lại còn dạy người, ấy gọi Phật tử, hành giả hãy nên làm như thế ấy, công đức vô lượng. A Di Đà Phật. Dạ, A Di Đà Phật, giờ thời gian đã hết, cung thỉnh chư Tôn Đức Tăng Ni khởi thân để hồi hướng. Mời quý vị Phật tử chúng ta đứng dậy ạ. Nguyện đem công đức Tây Phương Cực Lạc thế giới đại từ đại bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Hôm nay đầy đủ nhân viên lành tịnh thất Quan Âm tổ chức cộng tu một ngày. Chư vị Phật tử hôm nay về đây phát Bồ Đề tâm, bỏ tịnh tài ra để mua tất cả các loài cá, loài chim, loài lươn, loài ốc, loài ba ba để phóng sanh. Quý vị được công đức tài thấy là hiện đời và sanh ra đời nào cũng đầy đủ của cải vật chất châu báu ngọc ngà. Hôm nay tất cả các loài chúng sanh đều được quy y tam bảo sám hối nghiệp chướng, được nghe Phật pháp, quý vị được công đức pháp thí là hiện đời và sanh ra đời nào cũng được trí huệ sáng suốt thông minh.
Và đáng lẽ chiều hôm nay con ốc, con cá, con lươn, con ba ba, con chim này bị cắt cổ nhổ lông, chiên xào nấu nướng, đau đớn quằn quại sợ hãi trên la. Quý vị mua cái chết này được công đức vô ý thí là công đức sức khỏe sống lâu ít bệnh hoạn. Này tất cả các loài chúng sanh, sở dĩ hôm nay quý vị mang thân loài súc sanh, loài ốc, loài lươn, loài cá là nhiều đời quý vị đã tạo ra ác nghiệp, nhất là nghiệp si mê, là không biết đâu là thiện là ác, là đúng là sai, là chánh là tà. Quý vị phải mang loài súc sanh sống chết gửi trên giao thớt. May thay hôm nay quý vị được các bậc thượng thiện nhân mua các vị đem về đây để quy y Tam Bảo sám hối nghiệp chướng. Và quý vị phát tâm niệm Phật để cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát, Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát, Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Dương chi tịnh thị biến sái tâm thiên đánh thân bát đức lợi nhân thiên pháp giới quảng tăng viên dị tội tiêu khiên hỏa diệm hóa hồng liên. Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát, Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát, Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát Ma Ha Tát. Phù thử thị giả bác công đức thị tại thiên chơn. Tiên tẩy chúng sanh nghiệp cấu trần biến nhập tỳ lô hoa tạng giới cá trong vô sứ bất siêu luân thị bất tẩy thị diệu cực pháp thân trần bất nhiễm trần phản tác tự kỷ quyên trừ nội ngoại đẳng được đàn tràng sái khô mộc nhi tác dương sơn khiết é ban nhi thành tịnh độ sở vị đạo nội ngoại trung gian vô trữ huế thánh hàm hữu hiển tổng thanh lương bồ tát liệu đầu cam lồ thị năng linh nhất tích biến thập phương tinh chuyên khấu é tạm quyên trừ phổ sáng pháp viên bất thanh tịnh. Này chúng hữu tình bạc như thiết nghiệp chướng đất sanh căn bản tịnh độ Đà La Ni. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Đà A Di Đà Đô Ma Tỳ A Di Đà Đà Nam Cam Ba Tỳ A Di Đà Đà Đề Ca Tăng Đế A Di Đà Đà Đề Ca Tăng Ca Ca Di Ni Dạng Dạng Na Chí Đà Ca Lệ Tam Bà A. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà 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 Di Đà Đô Ba Tỳ A Di Đà Đà Nam Cam Ba Tỳ A Di Đà Đà Đề Ca Tăng Đế A Di Đà Đà Đề Ca Tăng Ca Ca Di Ni Dạng Dạng Na Chí Đà Ca Lệ Tam Bà A. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà 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 A Di Đà Đà Đề Ca Lăng Đa Dạ Di Đề Dạ Dạ Na Di Đà Ca Lệ Ta Ba Ha. Này các loài súc sanh kia, các ơi nên nhớ cho khi bỏ thân súc sanh hướng tâm về Tam Bảo được trở lại làm người đầy đủ gần chánh pháp. Tin sau cùng niệm thiết kiên niệm Phật Di Đà cầu vãng sanh tịnh độ chánh đường ngôi bất thôi để độ tặng chúng sanh. Nam mô tịnh độ phẩm Bồ Tát, Nam mô tịnh độ phẩm Bồ Tát, Nam mô tịnh độ phẩm Bồ Tát Ma Ha Tát. Chúng sanh đây có bao nhiêu lắng tai nghe lấy những điều dạy rằng các người chớ lòng trầm tục lắm mà nên đời này chìm đắm sông mê tối tâm chẳng biết tu trì ở gây bao tội ác lại về mang thân sống đò đầy trên tường đau khổ lòng vậy sừng có đỡ được đâu là bay trước lần sau lưới vây tên bắn bắn câu thả mồi ta càng bắn vùng hơi ung đồng cờ lúc đó dù kêu phóng ai thương ông bằng bằng bắn nấu rang son đòi môn bằng chết nay ngươi cầm trách may sao nhờ các vị thiện nhân cứu cho ngươi được thoát thân đến đây lại được nhờ ơn phép màu vậy ngươi kịp hồi đầu quy phật sâm dốc lòng quy pháp quy tăng hết lòng sám hối thân tâm nhẹ nhàng. Này các loài chúng sanh các vị quy y Phật lượng tốt chúng tôn. Này các loài chúng sanh hôm nay các vị quy y pháp ly dục chúng tôn. Này các loài chúng sanh hôm nay các vị quy y tăng chúng chúng tôn. Này các loài chúng sanh hôm nay các vị quy y Phật không đọa địa ngục. Này các loài chúng sanh hôm nay các vị quy y pháp không đọa ngạ quỷ. Này các loài chúng sanh hôm nay các vị quy y tăng không đọa mạng sanh. Này các loài chúng sanh kia các ngươi xưa đã tạo bao nhiêu điều tội lỗi gốc là tham sân si từ tham niệm ý mà sanh ra hôm nay phát tâm xin sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát, Nam mô cầu sám hối Bồ Tát, Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Đa Bảo Như Lai, Nam mô Bảo Thắng Như Lai,
Nam mô Diệu Sát Thân Như Lai, Nam mô Quảng Pháp Thân Như Lai, Nam mô Ly Bố Thí Như Lai, Nam mô Cam Lộ Vương Như Lai, Nam mô A Di Đà Như Lai, quy mật lễ A Di Đà Phật. Ở phương Tây thế giới an lành, con nay xin phát nguyện vãng sanh cõi sinh đức từ bi tiếp độ. Nam mô Tây Phương Cực Lạc thế giới đại từ đại bi A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 Phật A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ.